Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3571, Thần xạ thủ, cho ta nhìn hình ảnh ghi chép của Thông Thần Điện một chút. Biết mấy đệ tử cùng một chỗ tới, không có khả năng nói dối, Lục Vân trưởng lão nói. Vốn Thông Thần Điện loại địa phương nhỏ này, hắn không thèm để ý, hiện tại bốn đệ tử liên tục bị bể đầu ba cái, hơn nữa còn đều dùng chiêu số hắn đắc ý nhất, bất kể như thế nào cũng phải nhìn một chút nếu quả thật là thiên tài dùng kiếm triệu hồi tông môn làm chiêu sinh trưởng lão tuyệt đối là một công lớn lấy ra thông thần ngọc phù trước đó mua sắm năm người lần nữa đi vào thông thần điện rất nhanh mua được hình ảnh chiến đấu trước đó thi đấu công khai mỗi cuộc tỉ thí thông thần điện đều sẽ ghi chép thuận tiện bán ra cùng thẩm tra chỉ chốc lát xem xong hình ảnh ba đệ tử cùng đối phương chiến đấu lục phân trưởng lão rất nhanh hiểu được nhìn về bốn người trước mặt có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Đối phương đây là phát hiện chỗ sơ hở trong chiêu số của các ngươi, mới có thể mượn cơ hội thành công. Đám người Vân Phi Dương cúi đầu. Bọn họ cũng biết đạo lý này, nhưng muốn tránh né, muốn ngăn cản. Đối mặt một kiếm kia lại không làm được. Kiếm chiêu thoạt nhìn đơn giản, tiện tay ném ra, cắm vào trên đầu. Nhưng chân chính thi triển, tự mình trải nghiệm mới có thể chân thực cảm nhận được. Vân Phi Dương dùng Lưu Thủy Vô Ngân kiếm pháp thi triển tinh diệu, nhưng chiêu số ăn khớp có vấn đề rất lớn, chỉ cần hơi hiểu kiếm thuật, liền có thể tìm tới sơ hở. Hồ Bân thi chiến lưu tinh bộ cùng phá trúc kiếm pháp, thoạt nhìn thuần thục, thực tế tu vi đè thấp đến thánh vực nhất trọng, phát huy không đến một phần người uy lực, bị giết, liền không trách được người khác. Lục vân trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, trở về đêm nay đều đừng nghỉ ngơi, luyện hai bộ kiếm pháp cùng bộ pháp này trên một trăm lần. Thiếu một lần, đừng đến gặp ta. Vâng. Bốn người đồng thời cúi đầu, trên mặt nhức nhối. Còn có, tỉ mỉ chú ý thông thần điện, một khi thiên nhai đi lên, lập tức cho ta biết. Audio điện tử võ tấn bền. Hai tay chắp sau lưng, trên người lục vân trưởng lão sinh ra khí thức vô địch. Tổn thương đệ tử lăng vân kiếm các ta, liền muốn rời đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, xem như mầm mống tốt, cũng phải trước tiên mài ngạo khí, cho hắn biết, kiếm các kiếm pháp đồ sộ sâu xa, tuyệt không phải là hư danh. Vâng, nghe hắn nói như vậy, đám người Vân Phi Dương thở phào nhẹ nhóm, con mắt đồng thời sáng lên. Không cần nghĩ cũng biết, trưởng lão tính toán tự thân xuất thủ. Lục Vân trưởng lão, mặc dù chỉ là trưởng lão chiêu sinh, bình thường chịu trách nhiệm đệ tử ngoại môn tu luyện, nhưng tu vi kiếm thuật không thể khinh thường, không nói cái khác, bọn họ cùng cấp bậc, ba cái cũng chưa chắc là đối thủ hắn tự mình ra tay, thiên nhai khẳng định muốn xui xẻo. Không chỉ đám người lục vân trưởng lão, bảo vệ thông thần điện, chờ thiên nhai xuất hiện, toàn bộ tinh diệu thành, thậm chí cao thủ vô số thành trấn cấp dưới, cũng đều nghe được tin tức, từng cái tràn đầy hưng phấn. Vân phi dương sư đệ, một chiêu đánh bại, có chút ý tứ, huyền giang thành phủ thành chủ, trước bàn sách, thanh niên áo xám nhìn tin tức vừa mới biết, trong mắt không ngừng lóe lên ánh sáng. Cái này chính là gia hỏa Trương Huyền trước đó ở Hồng Nhạn Thương hội nhìn thấy. Đại sư huynh trong đệ tử ngoại môn của Lăng Vân Kiếm Các, Hoắc Giang Hà. "Giúp ta nhìn chằm chằm, chỉ cần Thiên Nhai xuất hiện, bất luận ta đang làm gì, đều lập tức tới báo tin." Gia hỏa nông thôn chưa thấy qua việc đời mà thôi, vứt kiếm không xác định quá nhiều, cũng có thể gọi kiếm thuật. "Hừ, nhìn ta dốc hết sức phá vạn pháp." Hai tay chắp sau lưng, đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên kiếm khí. Ông, đột nhiên, một đạo kiếm khí không khống chế được bắn ra, rơi vào trước bàn sách, cái bàn bị chém thành hai nửa. Thay mới, hoác giang hà dặn dò một tiếng, xoay người đi ra ngoài. A -hát, nhẹ một chút, đùng, một cái bà tai thanh thúy vang lên, tiết cầm nhìn nha hoàn bị một trưởng đánh ngã, trong mắt tràn đầy lửa giận. Để tên này bôi thuốc, lại dám làm đau bản thân, quả thực tội không thể tha. Tiểu thư, Toàn thân nha hoàn run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cút ra ngoài. Một chân đá vào ngực nữ hài, đạp đối phương ra ngoài, Tiết Cầm quay đầu nhìn về phía trong gương, khuôn mặt thanh tú đã sưng không tưởng nổi, tức giận đến không ngừng run rẩy, hận ý nồng đậm tựa như thủy triều chảy xuôi. Thiện Hiểu Thiên, bởi vì cùng một phế vật có hồn ước, từ nhỏ đến lớn đều nhận ánh mắt khó chịu của người khác. Thật vất vả trở thành đệ tử ngoại môn của Lăng Vân kiếm các. Được Hoắc Giang Hà sư huynh tán thưởng, kết quả lại bị biến thành như vậy. Cái phế vật này, chẳng lẽ là khắc tinh của mình? Nếu không phải bởi vì thông gia, hắn đã sớm chết, sao có thể sống đến bây giờ? Ân cho sống, không những không báo đáp, còn cùng một xác ướp không biết từ nơi nào xuất hiện, để Hoắc sư huynh quất mặt. Mặt mũi ném sạch, quả thực tội không thể tha. Hắn phải chết, ra hỏa gói thành bánh trưng kia cũng phải chết, còn có người hầu kia, tiện dịch cũng phải chết. Hàm răng cắn vang vọng, tiết cầm nhìn về một bên. Yên tâm đi nhị tiểu thư, đã an bài, bảo đảm để cho bọn họ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tiết trầm đi vào. Vậy là tốt rồi. Tiết cầm thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía mình trong gương. Lão sư, người nói mặt của ta, sẽ không lưu sẹo chứ. Bị thương thành như vậy, nếu hoắc sư huynh ghét bỏ, lại không có hứng thú với ta tiểu thư không cần lo lắng đây là hoác sư huynh phái người đưa tới thuốc trị thương bôi lên mặt rất nhanh liền có thể khôi phục tiết trầm cười cười đưa tới một cái bình ngọc sư huynh cho con mắt tiết cầm sáng lên xem ra hắn cũng không ghét bỏ ta nghe giọng nói của nàng hoác sư huynh có ghét bỏ hay không dung mạo nàng có mỹ lệ hay không so với tính mạng của thiện hiểu thiên còn trọng yếu hơn cộc 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 xe ngựa ở trên đường phố nhanh chóng tiến lên từ hồng nhạn thương hội đi ra, dịch lão liền cảm nhận được không khí đẻ nén, dường như có nguy hiểm nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là có loại cảm giác này, hắn không dám ngừng lại, tăng tốc xe ngựa, nhanh chóng chạy về phủ đệ. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, âm thanh phá không liên tiếp gấp rút vang lên, vô số mũi tên từ hai bên đường bắn tới. Mũi tên bình thường, đối với cường giả thánh vực không có tác dụng gì, nhưng đây đều là mũi tên đặc thù, Mỗi một cây bắn ra, có thể so với công kích của Thánh vực cửu trọng, nhiều như vậy đồng thời bay tới, cường giả đại thánh cũng không chống đỡ được. Lão sư, cảm nhận được tiếng xé gió của mũi tên, Thiện Hiểu Thiên biết đối phương động thủ, nắm đấm siết chặt, nhìn về phía thanh niên trước mắt. Không được phân tâm, người bây giờ cần phải làm là lĩnh ngộ kiếm quyết cùng kiếm pháp ta truyền thụ. Trương Huyền thản nhiên nói. Vâng, thấy lão sư nói như vậy, biết chắc có biện pháp Thiện Hiểu Thiên không nói nhiều, không ngừng nhớ lại chương trình học của lão sư, lĩnh ngộ kiếm thuật cũng đang bay vào thăng cấp. Muốn thương tổn thiếu gia, ta liều mạng với các ngươi. Hai người đối thoại, dịch lão cũng không nghe được, nhìn thấy mũi tên đầy trời, kìm nén không được hét lớn một tiếng, nhấc lên roi ngựa, vung vẩy hai tay, như muốn chặn lại toàn bộ, không để thiếu gia bị thương. Hắn biết thực lực của mình, tuy là thánh vực cửu trọng, nhưng những năm này vì chăm sóc thiếu gia, thân thể thiếu hụt, lại thêm năm đó cũng bị trọng thương, có thể phát huy ra lực lượng thánh vực bát trọng là tốt lắm rồi, đối diện mấy mũi tên này, khả năng ngay cả mấy hơi thở cũng đỡ không nổi. Nhưng vậy thì thế nào? Có lẽ thời gian lâu như vậy, thiếu gia liền có thể trốn thoát. Ô ô, cả người như điên cuồng, đứng dậy, đang định roi ngựa không ngăn được, dùng thân thể cũng phải chặn lại, chỉ thấy mũi tên nhanh chóng phóng tới, lướt qua xe ngựa liền bay đi. Trung quanh bắn tới đều giống nhau, một mảng lớn mũi tên vậy mà không có một cái rơi vào trên xe ngựa thậm chí ngựa lông tơ cũng không có bị thương cái này là sát thủ dịch lão choáng váng vốn cho rằng tai kiếp khó thoát hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới bắn nhiều như vậy một cái cũng không có bắn tới giống như cố ý tránh ra xe ngựa tại sao có thể có sát thủ kém như vậy không chỉ hắn bối rối thủ lĩnh chịu trách nhiệm chặn giết thiện hiểu thiên cũng có chút nghi ngờ nhân sinh Nhắm chuẩn chút cho ta. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Vâng. Bên người hơn người thuộc hạ lần nữa kéo cung, mũi tên nhanh chóng bắn ra. Ô ô ô. Sau một khắc, chuyện kỳ quái phát sinh lần nữa, mọi người giống như bị che mắt, mũi tên xẹt qua hình cung, vòng qua xe ngựa. Phốc, phốc, phốc. Lần này không có may mắn như vậy, toàn bộ bắn lên trên người mai phục, từng cái trên đầu cắm mũi tên, tựa như cắm nhang lớn. Ta không tin bắn không đến, tiếp tục bắn cho ta." Lại ra lệnh một tiếng. Lại một nhóm người nằm ở trên mặt đất. "Tiếp tục." "Lão đại, không thể tiếp tục, lại tiếp tục, chúng ta đều sẽ bị bắn chết." Một thuộc hạ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thủ lĩnh vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện, thuộc hạ bên người đã chết gần hết, mỗi một cái đều là trên đầu cắm tên, không nghiêng lệch, cực kỳ tinh chuẩn. Bốn phía bày ra mai phục cũng mất động tính hiển nhiên đã bị đám người bản thân bắn không sai biệt lắm, mà phía bên mình cũng bị đối phương bắn không còn mấy cái. Ta muốn bắn chính là xe ngựa, bắn chính là thiện hiểu thiên. Bắn người một nhà làm cái quỷ gì? Tức đến run rẩy, thủ lĩnh sắp điên rồi. Hắn kìm nén không được, tiện tay cầm lấy một cung tên, nhắm chuẩn trái tim dịch lão bắn tới. Hắn là cường giả đại thánh nhị trọng, bắn ra trường tiến, bí mật mang theo chân khí, giống như lưu tinh gào thét đồng tử dịch lão co rụt lại thân thể cứng đờ sau đó lần nữa phát hiện từ bên cạnh sát qua a -hát. một tiếng kêu thảm mới vừa rồi còn có người không chết giờ phút này treo gái tình huống gì a à? lần nữa dựng cung lần này cũng không nhắm dịch lão mà bắn lên bầu trời a -hát. hai cái hô hấp sau bên cạnh kêu thảm một tiếng dường như lại có ra hỏa may mắn còn sống sót chúng chiêu thủ lĩnh nắm tóc lại phân biệt bắn ra sau lưng hai mũi tên. Sau đó lại có hai tiếng kêu thảm. Ta sát, thủ lĩnh điên rồi. Hắn không am hiểu bắn tên, nguyên nhân chính là như vậy, lần này không có mang cung tên tới, lúc nào cũng thành thần tiễn thủ, chỉ cần tùy ý bắn, liền có thể cắm người một nhà. Quan trọng là đằng sau quỷ ảnh cũng không có, tiễn còn có thể tự mình quay đầu, không nghiêng lệch, đều cắm vào trên đầu thuộc hạ. Con mẹ nó, hết chương 3571 chương 3572, người giết ta, là ngựa vậy. Không được bắn, xông vào. Ném cung tên trong tay xuống đất, thủ lĩnh hét lớn. Tiếp tục bắn xuống, khẳng định tất cả đều tử vong, còn không bằng xông tới giết người. Dầm, bốn phía còn thừa lại người, nghe được mệnh lệnh, tất cả đều cầm lấy vũ khí, không tiếp tục ẩn giấu nhảy ra ngoài. Nhìn rõ ràng bóng người nhảy ra, thủ lĩnh tim như bị đau cắt. Vì mai phục vị tam thiếu ra kia, hắn mang ra hơn 30 người, vốn cho rằng giết một phế vật giống như chơi, nhẹ nhõm vui vẻ, không nghĩ tới. Một lớp mưa tên xuống, bên hắn chỉ còn lại không tới 8 cái, quan trọng là còn có hai cái trên đầu cắm tên, đi bộ lắc lư, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Con mẹ nó, biết sớm khó giết như vậy, liền không tiếp đơn, không làm cái buôn bán này. Bọn họ là sơn tặc ngoài thành, xế chiều hôm nay có người mang đến thông thần tệ, yêu cầu bọn họ giết người vốn cho rằng là việc nhỏ bắn tên liền có thể giải quyết làm sao cũng không nghĩ đến một tiếng cũng không có bắn chúng cái này gọi là chuyện gì chặt người trong ngoài xe thành thịt vụn cho ta càng nghĩ càng giận nghiến răng hét lớn phần phật còn lại bảy người đồng loạt vào tới xe ngựa muốn giết thiếu gia ta từ trên thi thể ta bước qua đi dịch lão gào thét vừa định nhảy xuống xe ngựa có điều hắn nhanh tuấn mã trước mặt nhanh hơn dường như nó cũng bị những người này phóng thích mưa tên chọc giận, thân thể nhảy lên, liền từ trong càng xe nhảy ra ngoài, thân thể thần Tuấn Lăng không nhảy ra hơn 10 thước, đi tới trước 7 người trừ thủ lĩnh. Bành! Móng vừa vặn đập lên hai da hỏa mũi trúng tên, mũi tên thẳng tắp xuyên thấu qua đầu. Kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp tử vong. Ta thao! Năm người còn lại đều sắp điên rồi. Đường đường sơn tặc, lại bị một con ngựa giẫm chết hai cái, nói ra cũng mất mặt a -Hát một trung niên nhân mập lùn, tay cầm trường đao thân thể nhảy dựng, nhắm ngay ngựa bổ tới, còn chưa tới trước mặt, tuấn mã vẩy móng lên. Đùng, âm thanh trứng gà vỡ vụn, hai tay tên sơn tặc này lập tức che dưới hông, quỳ dạp xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo có thể chèn chết con ruồi. Hô 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 hô, một người quỳ xuống, bốn người còn lại cũng tới trước mặt, tuấn mã giống như biết bọn họ muốn tiến công, lui về sau hai bước, lần nữa vỉnh móng lên. Bành bành lại có hai người che háng quỳ trên mặt đất mẹ nó hai người cuối cùng điên rồi mũi tên bắn không đến con mẹ nó ngựa cũng thành tinh hai cái chân run lên cũng không dám đối kháng xoay người muốn chạy trốn còn không có rời đi tuấn mã gào lên một tiếng lao đến lạch cạch lạch cạch sau một khắc hai người cũng quỳ trên mặt đất sau đó một móng một cái không đến hai cái hô hấp còn thừa lại tám sơn tặc trừ thủ lĩnh tất cả đều chết trên mặt đất cực kỳ thảm liệt lạch cạch roi ngựa trong tay dịch lão rơi trên mặt đất cả người choáng váng vừa rồi ta dùng roi ngựa đánh gsg này dưới háng siết chặt không dám tiếp tục nhặt roi ngựa lên ngộ nhỡ đánh nó nổi giận cho mình một cước tuy già rồi không còn dùng được thứ kia không cần nối dõi tông đường nhưng giữ lại làm kỷ niệm lú rãnh rỗi sờ chơi cũng tốt hơn bể nát ra. lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thi thể đầy đất cùng tuấn mã cách đó không xa hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, dịch lão run rẩy. Những sơn tặc này, công phu hắn nhìn rõ ràng, có thánh vực cửu trọng, có đại thánh nhất trọng. Cứ như thế bị một con ngựa tươi sống đá chết. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp ư? Lúc nào ngựa cũng trở nên lợi hại như vậy. Ngươi, nhìn thi thể đầy đất, thủ lĩnh càng sụp đổ. Vừa rồi trong lòng còn chửi chó nhật, nhìn thấy con ngựa này như vậy, mới biết được ngộ nhỡ chó cũng lợi hại như vậy, con mẹ nó không phải thảm sao. Ta đường đường sơn tặc, ngang dọc huyền giang thành hơn 10 năm, không tin thua một con ngựa. Tức đến run rẩy, trường đao dơ lên, hét lớn một tiếng vào tới. Tuấn mã cũng tiến lên đón. Hô, còn chưa tới trước mặt. Thân thể thủ lĩnh run rẩy, thân thể hóa thành một hư ảnh vào tới, sau một khắc đã đi tới lân cận toa xe. Không hổ là đại thánh nhị trọng, phản ứng hơn người, vừa rồi tấn công chỉ là hư chiêu, mục đích chủ yếu là nghĩ biện pháp đi tới trước mặt Toa xe, giết chết Thiện Hiểu Thiên. chỉ cần tên này chết, nhiệm vụ lần này không coi thất bại, tổn thất còn có thể vãn hồi. nếu không, nhiều người như vậy, thật sự đều chết vô ích. nguy rồi. dịch lão cùng tuấn mã đều không có nghĩ đến tên này hèn hạ như vậy, lúc này còn nghĩ giết người, tất cả đều phản ứng không kịp, muốn hỗ trợ đã không kịp. vèo trường đao thẳng tắp đâm vào cửa sổ toa xe, một khi cắm vào trong đó, thiếu gia không có đề phòng mà nói, rất có thể bị giết chết tại chỗ. Âm âm, ngay thời khắc nguy cơ, xe ngựa giống như đang lại, bỗng nhiên nhảy lên, một bánh xe đặt ở trên mặt thủ lĩnh, không ngừng xoay tròn. Bành, gặp phải trọng kích, thủ lĩnh phun ra máu tươi, lui về phía sau, chỉ thấy thân xe nằm ngang, càng xe quất vào trên mặt. Răng rác, hàm răng rơi mất bảy tám cái, trường đao rời tay bay xa liên tiếp lui về phía sau ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy càng xe giống như hai cánh tay bày xong tư thế chờ hắn tới liền động thủ đánh người mẹ nó thủ lĩnh triệt để điên rồi tiến bắn không đến trên người có chút cao thủ linh hồn cường đại có thể thay đổi phương hướng ta nhận ngựa đột nhiên chiến lược tăng mạnh có thể là bởi vì huyết mạch tiến hóa hoặc biến thành thú sủng nghe theo chủ nhân mệnh lệnh ta cũng nhận nhưng cái xe ngựa này đột nhiên nhảy dựng lên một bộ ta biết công phu hình dáng ta rất điểu, làm cái gì ngươi để cho ta làm sao nhận muốn nhận cũng nuốt không trôi a à đi biết tiếp tục nữa còn không biết muốn gặp được tình huống quỷ dị gì cũng kìm nén không được trong lòng bi thương cổ tay thủ lĩnh rung lên bóp nát một cái ngọc phù bành một tia sáng lóe lên vô số khói bụi bay ra tạo thành một khí tường chắc chắn làm sơn tặc không chỉ phải biết ăn cướp, giết người, càng quan trọng hơn là chạy trốn, có đôi khi còn không có động thủ, đường lui liền chuẩn bị tốt, cái ngọc phù này là hắn tiêu phí không biết giá lớn bao nhiêu mua sắm, cổ thánh cũng có thể bị ngăn cản một chút, không đến mức đuổi tới. Vèo, làm xong những cái này, đầu cũng không có chuyển, thẳng tắp nhảy qua tường cao, nhanh chóng xông ra ngoài. Là thật không dám quay đầu, sợ quay đầu lại nhìn thấy cái gì ngựa, lừa, đuổi tới, bị cao thủ giết không có gì, nhưng nếu bị một con ngựa, một con lừa giết, mặt mũi gánh không nổi a hát. Cũng không biết là vừa rồi Ngọc Phù có tác dụng, hay đối phương căn bản không có đuổi, nhanh chóng chạy nửa ngày cũng không có người đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng ghét, đều là tên kia hại. Thời điểm nhận nhiệm vụ, đối phương nói là chuyện nhỏ, tiện tay có thể giết, bản thân cũng hỏi thăm một chút, thiện hiểu thiên quả thực không ra sao, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện kết quả này. Thiện hiểu thiên là không lợi hại, nhưng ngựa, xe nhà hắn như bức ah Cái này còn giết thế nào? Rất nhanh, chạy trốn tới ngoài thành, đi tới địa phương trước đó ước hẹn, đốt cháy một đống lửa, chờ đối phương hiện thân. Ngày hôm nay không nói rõ ràng sự tình, ta không phải là người. Dịch lão chỉ cảm thấy dùng sức quá mạnh, quai hàm rơi ra, miệng trong thời gian ngắn không cách nào khép lại. Tối nay nhìn thấy một màn, vượt ra khỏi cả một đời nhìn thấy một đám sơn tặc hung hãn tàn bạo mai phục ám sát vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ làm sao cũng không nghĩ đến tuấn mã cùng xe trong nhà đều thành tinh hắn còn chưa kịp xuất thủ đối phương liền triệt để sụp đổ ma đàn a hát có cần khoa trương như vậy hay không đang khiếp sợ liền thấy tuấn mã giết bảy người mặt vẫn chưa thỏa mãn đi trở về chủ động bọc càng xe lên người đầu lâu nâng cao lôi kéo xe tách tách đi thẳng về phía trước bàn tay dịch lão run rẩy ngựa mạnh như vậy lại còn kéo xe có thể coi là ngươi rồi ta cũng không dám đánh a hát trương công tử dịch lão nhịn không được quay đầu thật ra thì trong lòng đã có đáp án trước đó nhiều năm như vậy ngựa cùng xe không có vấn đề gì đột nhiên biến thành như vậy khẳng định liên quan đến vị trương công tử này trở về rồi nói sau thanh âm trương huyền nhàn nhạt vang lên sớm biết sẽ có người mai phục mới vừa lên xe ngựa hắn liền thuần phục ngựa, khải linh xe. Người bình thường thượng thương không tu luyện cũng có thể đi đến thánh vực cửu trọng, tuấn mã tốt một chút, thể chất còn mạnh hơn nhân loại, trưởng thành đã là đại thánh nhất trọng, chỉ là không có người thuần phục, không cách nào câu thông, mới có vẻ hơi dại ra, nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Sau khi thuần phục, tinh thần câu thông, còn không cho nó làm cái gì thì làm cái đó. Đừng nói đánh giết mấy tên sơn tặc, thủ lĩnh kia không phải trốn nhanh, đoán chừng cũng gả bay trứng vỡ vâng rõ ràng là năng lực của vị trương công tử này dịch lão tràn đầy kích động không nói thêm nữa xe ngựa dọc theo đường phố nhanh chóng chạy về thiện gia lửa trại thiêu đốt một hồi thật lâu hai bóng người chậm rãi xuất hiện đi đầu là một trung niên chính là lúc trước cho hắn nhiệm vụ một cái khác tuy che mặt nhưng dáng người cùng dáng vẻ cũng có thể nhìn ra là nữ tử hơn nữa dung mạo không tệ thế nào nhiệm vụ hoàn thành chưa vừa đến trước mặt trung niên nhân hỏi vị trung niên nhân này không phải người khác chính là kiếm thuật tổng giáo đầu của phủ thành chủ tiết trầm mà nữ tử bên cạnh hắn là tiết cầm vốn loại sự tình này không cần nàng ra mặt nhưng mà nhận khuất nhục muốn trước tiên nhìn thấy đầu của thiện hiểu thiên cùng xác ướp kia liền che mặt đi theo tới hoàn thành đây là nhiệm vụ đơn giản ngươi nói thủ lĩnh rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết gầm thét một tiếng có ý tứ gì? Tiết trầm nhíu mày. Chẳng lẽ giết một gia hỏa bị thương nặng gần chết, một lão đầu cùng một phế vật, cũng không thành công. Phế vật cái rắm Thủ lĩnh nghiến răng. Hơn 30 huynh đệ của ta tất cả đều chết rồi, nếu không phải chạy nhanh, khẳng định cũng treo, khoản tổn thất này, các ngươi nhất định phải đền bù cho ta. Đều chết hết. Con mắt trợn tròn, tiết cầm khó tin. Ngươi nói là, bọn ngươi thiện hiểu thiên giết các ngươi toàn quân bị diệt hắn có loại thực lực này. Không phải hắn, thủ lĩnh khẽ nói. Không phải hắn thì là ai? Tiết trầm cũng nhìn lại, tràn đầy nghi ngờ. Hắn đã dám tìm, khẳng định là điều tra qua. Những sơn tặc này bình thường cướp bóc rất lợi hại, giết người lại thất bại. Thủ lĩnh nhổ một cục đàm, trong mắt tràn đầy hận ý. Người giết ta, là ngừa, không đúng, còn có xe. Tiết trầm, tiết cầm. Hết chương 3572 chương 3573, Tào thành lập khiếp sợ. Vốn cho rằng lần này thuê sơn tặc, nhất định dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm chém giết một người xa cơ thất thế, nhận khuất nhục, nhẹ nhõm vãn hồi. Không nghĩ tới tất cả người đều chết, hơn nữa đầu lính cũng hình như điên rồi. Người giết ta, là ngựa, còn xe. Sao ngươi không nói sĩ, pháo, tượng? Nói chuyện cẩn thận, cùng ta chơi cờ tướng có phải không? Ta hỏi ngươi ai giết người của ngươi? Tiết Trầm kìm nén không được hỏi, "Ta không phải đã nói rồi sao? Là một con ngựa, còn có một chiếc xe." Thủ lĩnh tức sắp nổ tung. "Ngựa, xe." Tiết Trầm cùng Tiết Cầm càng thêm mê mang. "Ngựa của Thiện Hiểu Thiên, nắm giữ thực lực đại thánh nhất trọng, giết chiếc thuộc hạ của ta dễ như trở bàn tay, chiếc xe kia cũng rất lợi hại, tên chúng ta bắn ra một cái cũng không thể tới gần." Biết rất huyền ảo, nhưng thủ lĩnh vẫn giải thích cặn kẽ một lần. Ngựa biết phó, xe biết phó kỹ. Sắc mặt tiết trầm tái xanh, cho rằng trí thông minh bị người đè xuống đất cọ sát. Coi như người không muốn giết người, cũng tìm lý do hợp lý a? À. Ngươi, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi. Thủ lĩnh điên rồi. Vì sao nói thật, lại không có người tin tưởng nhỉ? Tốt, đây là một tấm thông thần thẻ, bên trong có 500 thông thần tệ, đủ bù đắp tổn thất của ngươi chẳng muốn cùng gia hỏa đã có chút bệnh tâm thần này tiếp tục nói nhảm, tiết trầm tiện tay ném ra một cái thẻ. Đối phương đơn giản là muốn đòi tiền mà thôi, cho là được. Hơn 30 huynh đệ, người cho 500. Ra mặt thủ lĩnh lắc một cái, sắp thức điên. Chút tiền ấy, những mũi tên, cung tên kia cũng không đủ mua. Không hoàn thành nhiệm vụ, 500 đã nhiều, cút ngay, nếu không một phân tiền ngươi cũng không chiếm được. Tiết trầm hít mắt lại. Ngươi, thấy đối phương sát ý xô trào, biết làm không cẩn thận thật sẽ ra tay, thủ lĩnh rõ ràng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nắm thẻ lên, xoay người rời đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong đêm tối. Lão sư, không giết chết cái tên này làm sao bây giờ? Tiết cầm nhìn qua, một đám phế vật vô dụng, dùng bọn họ chỉ là muốn miễn phiền phức mà thôi. Tiết trầm hừ một tiếng, về trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhị tiểu thư yên tâm, cái tên này tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại của ngươi. Làm xong, còn có thể thành tựu danh tiếng của ngươi, nhất phi trùng thiên. Thủ lĩnh càng nghĩ càng giận, cả người sắp muốn nổ. Nếu không phải lòng tham nhất thời, sẽ không đến mức toàn quân bị diệt, đến bây giờ chỉ còn lại có một mình. Một đường phi nhanh, tốc độ cực nhanh, còn không có trở lại sơn trại, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt ở cách đó không xa vang lên. Chết nhiều huynh đệ như vậy, 500 thông thần tệ liền đuổi ngươi đi. Ai? Thủ lĩnh siết chặt trường đao, vội vàng xoay người, liên tục dạo qua một vòng, lại không phát hiện nửa cái bóng người. Ai ở đây giả thần giả quỷ? Là hảo hán đi ra, tào thành lập ta một chút nhíu mày, liền không xứng làm đại thủ lĩnh nhiều năm như vậy. Không cần la ó, ở trên trà cây trước mặt ngươi. Thanh âm nhàn nhạt tiếp tục vang lên. Tào thành lập vội vàng ngẩng đầu, mượn ánh trăng, nhìn thấy trên trà cây cách đó không xa, một quyển sách dựng đứng, không ngừng dẫy ruộa thân thể, tựa như thành tinh. Thanh âm mới vừa rồi chính là từ bên trong truyền ra. Ngươi, ngươi, nói chuyện với ta. Hàm răng có chút run lên, bờ môi tào thành lập run rẩy. Không run không được a hát, đêm nay thấy được tên biết chuyển biến, ngựa có thể giết người, xe biết phó, vốn cho rằng đã đủ ác mộng, không nghĩ tới lại xuất hiện một quyển sách biết nói chuyện. Là ta, thư tịch nhảy một cái. Ta muốn giết ngươi. Tào thành lập gào lên một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài, thân thể không tự chủ được chạy trốn. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, chạy trốn mới là vương đạo. Bành! Còn không có rời đi, dưới chân đột nhiên lảo đảo, ngã xuống đất, ngay sau đó nhìn thấy quyển sách vừa rồi trên trà cây, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Muốn chết nhanh một chút, liền chạy kèm theo lời nói nhàn nhạt, nhạt, một cỗ uy áp nồng đậm từ trong sách nhìn ép ra, vẻ mặt Tào Thành lập cứng đờ, tựa như rơi vào hầm băng, không tự chủ được run rẩy. "Không dám." Cố khí tức này nhìn ép xuống, hắn nhất thời rõ ràng, thực lực của quyển sách này tuyệt đối đạt đến cổ thánh, thậm chí là đỉnh phong nhất. "Phá toái hư không." Một quyển sách nắm giữ tu vi phá toái hư không. Trước đó còn nghĩ trốn, hiện tại đã biết rõ, dùng ra tất cả thủ đoạn cũng trốn không thoát không dám là tốt rồi. Thư tịch lắc lư một cái. Vừa rồi những người kia cố ý giấu giếm tình báo, để ngươi giết thiện hiểu thiên, vô duyên vô cớ tổn thất nhiều người như vậy, chẳng lẽ không muốn báo thù. Muốn, ta hận không thể chém bọn hắn thành muôn mảnh. Khuôn mặt tào thành lập vặn vẹo. Muốn giết người, cũng nên biết thân phận A, à, người biết thân phận của bọn hắn sao. Thư tịch hỏi. Ta, tào thành lập sửng sốt hắn chỉ biết đối phương là người quen giới thiệu có tiền thân phận cụ thể lại không hiểu rõ hẳn là còn chưa đi xa theo dõi thư tịch cười cười làm một đầu lĩnh sơn tặc theo dõi thuận tiện ghi chép loại sự tình này không khó lắm a à. ta đã biết tào thành lập gật đầu hắn là người thông minh làm sao không rõ ràng quyển sách này giống như con ngựa chiếc xe kia hẳn đều thuộc về thiện hiểu thiên sở dĩ không giết bản thân khẳng định là còn có tác dụng đi đi. Thư tịch lắc lư một cái. Tào thành lập cắn răng, xoay người bay đi. Tuy tu vi của hắn kém xa đám người tiết trầm, nhưng chuyện xấu làm nhiều, phương pháp tiềm hành và theo dõi rất khá, đi theo dấu chân, thời gian không dài đi tới trước một phủ đệ to lớn. Phủ thành chủ, là phủ thành chủ, bỏ tiền để cho ta giết người. Tào thành lập khó tin. Thành chủ tiết nham, thành danh vô cùng tốt, từ trước tới nay làm việc công chính, làm sao sẽ làm ra sự tình thuê sát thủ giết người. Thân thể run rẩy, rơi vào đầu tường, vừa định đi vào, ngay sau đó liền thấy trong tường đồng loạt đứng một đám người, hai người mới vừa rồi gặp hắn, đang đứng ở trước đám người. Đè thấp hô hấp, tàu thành lập mượn bóng đêm, hoàn mỹ che giấu bản thân. Đứng ở phía trước, là một đám binh sĩ mặc khôi giáp, vừa nhìn liền biết là quân đội tinh nhuệ nhất của phủ thành chủ. Đổi những y phục này, nghe mệnh lệnh, đi giết người thanh âm của trung niên trầm thấp vang lên, ngay sau đó một binh sĩ ôm một đống lớn quần áo đi tới. Vâng, rất nhiều binh sĩ nhận lấy quần áo, từng cái đổi lên người, nhìn rõ ràng bộ dáng quần áo, tàu thành lập suýt chút nữa từ trên tường rơi xuống. Đúng là trang phục sơn trại của hắn. Đường đường binh sĩ tinh nhuệ của phủ thành chủ, vậy mà giả mạo sơn tặc đi giết người. Không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không dám tin tưởng. Để cho ta giết người lại là phủ thành chủ. Thân thể Tào Thành lập cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám, dùng ngọc tinh ghi chép lại hết. Rất nhanh, binh sĩ phủ thành chủ Ngụy Trang thành Sơn tặc lặng lẽ rời sân nhỏ, chạy về phía Thiện gia. Rất mau tới ngoài tường Thiện gia. Xông đi vào, một tên cũng không để lại. Thủ lĩnh hạ giọng, "Vâng." Mọi người đồng loạt nhảy vào sân. Tào Thành lập theo sát, leo đến trên một cây đại thụ, mượn ánh trăng nhìn vào bên trong, ngay sau đó liền thấy một màn để hắn cả đời khó quên. Một thiếu niên đứng ở trong viện, tay nắm một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, liền có một người đầu rơi trên mặt đất, cả viện tiếng gió giết gào, kiếm khí ngang dọc. Không đến 3 phút, phủ thành chủ xông vào 50 tinh nhuệ, toàn bộ bị một người một kiếm tùy tiện giết chết. Hắn chính là Thiện Hiểu Thiên, hắn không có tu vi. Vẻ mặt Tào Thành lập trắng bệch, ngực cuồn cuộn, tùy thời có thể ngất xỉu. Người của phủ thành chủ, ta thao đại gia mày May mắn trước đó chỉ là ngựa và xe của đối phương xuất thủ, nếu không vị thiện hiểu thiên này ra tay, chết cũng không biết chết như thế nào. Khả năng đầu trong nháy mắt liền dọn nhà. Kiếm pháp của đối phương, hóa phức tạp thành đơn giản, cao thâm khó dò, hắn từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua khủng bố như vậy. Lão sư, giết chết tất cả mọi người, chỉ thấy thiếu niên thiện hiểu thiên tràn đầy khó tin đi tới trước một cửa phòng, lúc này Tào Thành Lập mới phát hiện, Trước gian phòng dĩ nhiên ngồi một thanh niên, hắn lại từ đầu đến cuối không phát hiện. Thanh niên này 20 tuổi, nhìn thấy thiếu niên đi tới trước mặt, đặt chén trà xuống, cau mày. Chỉ mấy người này, thế mà giết hơn 2 phút, bình quân ba hô hấp một cái, năng lực lĩnh ngộ này, để ta làm sao truyền thụ kiếm thuật cao thâm hơn? Phạt ngươi tối nay một mực luyện kiếm, không được đi ngủ. Vâng. Thiếu niên cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Ba cái hô hấp xiết một người, còn bị phạt Tào Thành Lập run rẩy. Thiếu niên thiên tài, hắn gặp qua không ít, thiện hiểu thiên tuyệt đối là đỉnh phong nhất, lại còn phải bị phạt, bị mắng. Vị lão sư này, cũng quá nghiêm khắc đi. Thời điểm khiếp sợ, liền thấy con ngựa vừa rồi giết thuộc hạ hắn sợ chết khiếp, tách tách đi tới, ý cười đầy mặt, bưng trà rót nước cho thanh niên kia. Thậm chí còn dơ lên hai cái móng trước đấm lưng. Hàm răng Tào Thành Lập run lên, cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Cái này con mẹ nó, là ngừa ngựa có thể làm như vậy về sau thiện gia tuyệt không thể gây nói dễ nghe đi nữa cũng không được trong lòng làm quyết định vừa định lặng lẽ rời đi liền nghe một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên ở bên tai nên nói cái gì nên làm cái gì người hẳn phải biết thanh âm này cực kỳ dịu dàng nhưng nghe vào trong tai lại làm cho lông tơ hắn dựng lên vội vàng ngẩng đầu ngay sau đó nhìn thấy thanh niên ngồi trước phòng đang uống trà cười khanh khách nhìn lại Ánh mắt như xuyên thấu đêm tối, rõ ràng tìm được vị trí ẩn thân của hắn. "Ta, ta." Tào Thành Lập nói không ra lời. "Không cần khẩn trương, chuyện phát sinh ngày hôm nay, Người đều thấy được, đi nói thế nào, hẳn là rõ ràng." Bờ môi thanh niên không động, nhưng âm thanh rõ ràng vang lên ở bên tai. "Ta biết." Tào Thành Lập run rẩy. "Đi đi, ngươi cũng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, cho nên ta không giết ngươi." Bất quá, từ hôm nay trở đi, nếu để cho ta biết ngươi lại làm sằng làm bậy, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Âm thanh của thanh niên tiếp tục vang lên. Vâng, Tào Thành Lập không dám tiếp tục nói nhiều, xoay người bỏ chạy. Hết chương 3573. Chương 3574, lại vào thông thần điện. Thấy đối phương chạy trốn, Trương Huyền mỉm cười, đứng dậy, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Phần phật, thi thể nhất thời thiêu đốt lên một lát sau biến thành cho tàn theo dòng nước ngầm chảy đi trong viện phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tất cả dấu vết đều biến mất không còn một mảnh xoay người đi vào gian phòng khoanh chân ngồi xuống tiếp tục khôi phục chân khí trong cơ thể không thể không nói nấu hổ lô nước quả thực hiệu quả không tệ lần này thân thể khôi phục xem như triệt để thích ứng không gian cùng linh khí của thượng thương hấp thu trở nên trôi chảy không ít tu luyện hơn một canh giờ ngừng lại tinh thần câu thông đan điền. Hồ lô, người đến cùng là cái gì? Hắn thực sự có chút hiếu kỳ. Thương thế trên người nặng, có thể cảm thụ được, nấu nước hồ lô uống vào liền có thể khôi phục, cái tên này, chỉ sợ so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nếu không, cũng không có khả năng để khư ngô cổ thánh đặc biệt sắp đặt không gian trận pháp, bồi dưỡng vài vạn năm, thậm chí khổng sư cũng lưu lại ý niệm. Nơi này có không ít thứ ta có thể ăn, chỉ cần cho đủ thức ăn, liền có thể đi ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hồ lô ở trong đan điền vặn vẹo một chút, lần nữa tìm cái địa phương thoải mái nằm. Lại hỏi vài câu, thấy tên này không thấy thỏ không thả chim ưng, Trương Huyền đành phải không để ý, từ trong ngực lấy ra thông thần ngọc phù, trần chờ một chút, tinh thần khẽ động, lần nữa chui vào. Làm sao còn chưa trở lại? Phủ thành chủ, tiết trầm nhíu mày. Dựa theo tình huống bình thường, phải đi tinh minh, hẳn đã sớm giết tên phế vật kia trở về làm sao hơn một canh giờ một chút động tính cũng không có người đi qua nhìn một chút bàn giao một hộ vệ một tiếng hộ vệ mặc vào y phục dạ hành bay lượn ra thời gian không dài vẻ mặt cổ quái trở lại bẩm báo huấn luyện viên thiện ra động tính gì cũng không có thiện hiểu thiên cùng thiện dịch hoàn hảo không chút tổn hại tiết trầm ngẩn ngơ cái này sao có thể chẳng lẽ không rõ mệnh lệnh của ta đặc biệt bàn giao rất lâu, dùng tốc độ nhanh nhất giết ba người kia, kết quả, đối phương chuyện gì cũng không có. Xảy ra chuyện gì? Đi thăm dò một chút, nhìn xem đám người này đến cùng đi nơi nào. Tức sắp bùng nổ, quát lớn. Hộ vệ lần nữa rời đi, một lát sau trở về. Căn cứ dấu chân cùng dấu vết, tất cả bọn họ đều đi vào thiện gia, có điều không có rời đi. Suy đoán không sai, khả năng đều bị giết, hơn nữa hủy thi diệt tích, bị giết, chỉ bằng ba người kia. Tiết trầm sừng sốt, hơn 50 tinh binh, mỗi một cái đều có thực lực đại thánh nhất trọng, đội trưởng cầm đầu càng là nhị trọng, liên hợp cùng một chỗ, đại thánh tam trọng, thậm chí tứ trọng cũng có thể chiến một trận, một đi không trở lại, một chút động kính cũng không có phát ra. Thiện Hiểu Thiên cùng thương binh kia, thật có thực lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ, hắn nói là sự thật. Đột nhiên nhớ tới Tào Thành lập nói, trong nhà thiện hiểu thiên có một con ngựa rất lợi hại, còn giống như có một cái xe biết võ kỹ. Chẳng lẽ, cái đồ chơi này thật tồn tại? Huấn luyện viên, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn tiếp tục phái người tới hay không? Thấy hắn suy nghĩ, hộ vệ nhìn qua. Trước không cần, nếu thật là bọn họ giết, đã có đề phòng, có thể giết nhiều người như vậy, không ngại giết chết càng nhiều. Tiết trầm lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, lông mày nhăn lại. Hơn nữa, trời đã sắp sáng rồi, gây ra động tính, đối với danh tiếng của phủ thành chủ sẽ có tổn thương rất lớn. Cái này, chẳng lẽ chết nhiều huynh đệ như vậy, cứ tính như thế. Hộ vệ vội vàng nhìn qua. Tuy phủ thành chủ tài đại khí thô, nhưng 50 hộ vệ cũng hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng ra, bị giết sạch như thế, bọt khí cũng không bốc lên một cái, đổi lại ai cũng không tiếp thụ được. Tiết trầm âm trầm nói. Người đi hồng nhạn thương hội một chuyến, trên đường cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem có thể tìm tới tung tích hoặc thi thể sơn tặc hay không, dấu vết đánh nhau cũng được. Được. Hộ vệ lần nữa đi ra ngoài, không tiêu tốn bao lâu liền về. Bẩm báo huấn luyện viên, ngõ hẻm Đông Nam quả thực phát hiện một chút thi thể, cùng cung tên binh khí thất lạc, chính là những sơn tặc kia chết đi. Ừm, phái người triệt để hủy diệt những thi thể sơn tặc này, sau đó binh khí, cùng một chút khôi giáp hộ vệ nhiễm máu, đưa đến địa phương lân cận thiện ra, lặng lẽ trôn xuống. Tiết trầm hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nâng lên. Trôn vũ khí. Thấy hắn không hiểu, trong mắt tiết trầm lóe lên ánh sáng. Thiện hiểu thiên từ trước tới nay phế vật, thực lực thiện dịch mọi người đều biết, nếu như cha ra, phủ thành chủ có rất nhiều binh sĩ mất tích, mà xung quanh phủ đệ bọn họ lại tìm ra vũ khí sơn tặc cùng khôi giáp hộ vệ dính máu, ngươi cho rằng sẽ có kết quả như thế nào. Cái này, hắn thông đồng sơn tặc, giết chết hộ vệ của phủ thành chủ mắt hộ vệ sáng rực lên thật muốn làm như vậy thiện hiểu thiên không cần giết cũng sẽ thân bại danh liệt làm không cẩn thận sẽ còn bởi vậy bị chém đầu dân chúng sơn tạc gieo hỏa bách tính đã sớm bị người căm thù đến tận xương tủy nếu như biết hắn tới thông đồng nhất định gặp phải phỉ nhổ từ hôn liền trở nên đương nhiên phủ thành chủ cao cao tại thượng làm sao có thể bôi nhọ người không sai sáng mai lập tức thả ra tiếng gió, nói phủ thành chủ có 50 hộ vệ phát hiện tung tích sơn tặc, đi đuổi bắt, kết quả mất tung tích, cần toàn thành tìm kiếm. Chuyện này, huyền náo động tính càng lớn càng tốt, tốt nhất người người đều biết. Tiết trầm cười cười, chờ dư luận lên men, làm theo thông lệ, đi thiện ra tìm kiếm, tìm được vũ khí cùng khôi giáp. Còn lại liền dễ làm. Vâng, nghe được huấn luyện viên nói, căn cứ tình huống bất lợi lập tức thiết kế ra bố cục tinh diệu như vậy, hộ vệ phục sát đất đồng thời nhịn không được nói nếu như hắn không thừa nhận thì sao ánh mắt tiết trầm run lên không phải do hắn không thừa nhận chỉ cần lục soát ra không thừa nhận cũng vô dụng vào phủ thành chủ chữ quan hai cái miệng muốn cho hắn tội gì còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay cũng phải hộ vệ gật đầu thuộc hạ đi làm ngay nhị tiểu thư người tìm ta tiết trầm bên này an bài hãm hại thiện hiểu thiên Tiết Cầm thì trở lại khuê phòng của mình, rất lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ, qua không biết bao lâu, một thanh niên chăm sóc đệ tử Lăng Vân Kiếm các Hoắc Giang Hà tìm tới. Người thanh niên này cũng là người Lăng Vân Kiếm các, giống như nàng, đều là đệ tử tạp dịch, tương đương với tôi tớ, chịu trách nhiệm đệ tử ngoại môn sinh hoạt thường ngày, miễn cho bị thế tục quấy nhiễu, không thể chuyên tâm tu luyện. Chút tiền ấy là một chút tâm ý của ta, mong sư huynh vui lòng nhận. Khoát tay một nha hoàn đưa tới một túi kim tệ, dầm vang vọng, chừng hơn 100 viên. Tất cả mọi người là sư huynh muội nhị tiểu thư khách khí. Ánh mắt thanh niên sáng lên, cầm cái túi ở trong lòng bàn tay. Loại đệ tử tạp dịch như hắn, bình thường là không có chất béo gì, một lần cho nhiều như vậy, lập tức mừng rỡ như điên. khoác sư huynh, tối nay trở về có nói gì không? Tiết cầm nhìn qua, sư huynh không nói gì. Thanh niên giờ mới hiểu được mục đích của đối phương, sững sốt một chút, nghĩ tới cái gì nói. "Đúng rồi, hắn nói, Thông Thần Điện Thiên nhai gì kia, vừa xuất hiện liền báo tin hắn." "Thiên nhai?" Tiết Cầm nghi ngờ. "Là như vậy." Thanh niên biết chuyện từ đầu đến cuối, rất nhanh nói một lần. "Thì ra là thế, nếu như Thiên nhai xuất hiện, hy vọng làm phiền sư huynh sớm nói với ta một tiếng, ta tự mình đi báo tin cho hoc sư huynh." Tiết cầm vẫy tay một cái, lại đưa tới một túi kim tệ. Cái này dễ nói. Con mắt thanh niên sáng lên, liên tục gật đầu. Chuyện này đối với hắn mà nói, không tính là gì, có thể có được chỗ tốt, sao lại không làm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thanh niên cúi đầu, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù, liếc nhìn, mắt sáng rực lên. Nhị tiểu thư quả nhiên vận khí tốt, vị thiên nhai kia đi vào thông thần điện, cùng ta đi tìm sư huynh đi. Được. Tiết cầm vội vàng đứng dậy, theo sát ở sau lưng thanh niên, đi tới tiểu viện của Hoác Giang Hà. Thời gian không dài đi tới trước mặt. Xuất hiện, nghe được hai người tới báo, ánh mắt Hoác Giang Hà híp lại. Sư huynh, đây là thông thần ngọc phù của tinh diệu thành. Tiết cầm vội vàng lấy ra hai cái ngọc phù đưa tới. Dù ngọc phù rất chân quý, nhưng đối với phủ thành chủ mà nói, không tính là gì. Ừm, um, thấy nữ hài thức thời như vậy, Hoắc Giang Hà đứng lên nói. Cùng ta đi vào A, vừa vặn cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm thuật chân chính của Lăng Vân kiếm các ta. Đa tạ sư huynh, thấy đối phương không có ý trách tội, lúc này thiết cầm mới thở vào nhẹ nhõm, câu thông ngọc phù. Ông, ông, hai người đồng thời tiến vào bên trong. Vẫn không tiện, nhìn có thể mua một cái không gian giới chỉ hay không. Ở danh sư đại lục đã quen dùng không gian giới chỉ, nơi này không có cái gì, chứa đồ vật thực quá phiền toái, cho nên lần này Trương Huyền đi vào, chính là muốn hỏi một chút, nơi này có mua được hay không, giá cả lại bao nhiêu. Tuy bên ngoài là nửa đêm, nhưng thông thần điện vẫn kín người hết chỗ, hơn nữa nơi này không có đêm tối, rất mau đến trước đài, hỏi mục đích của mình. Chữ vật giới chỉ, có thể mua được, một cái 50 vạn thông thần tệ. Phục vụ viên nói, 50 vạn, Trương Huyền nhíu mày, thật đắt, khó trách đại gia tộc như thiện gia cũng không có một cái. Ta trước đó liên tục khiêu chiến 8 chàng chiến thắng, hiện tại khiêu chiến là từ trận đầu tính hay tính trận thứ 9. Trương Huyền dừng lại một chút, nhìn qua. Thi đấu công khai đối với hắn mà nói là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, chỉ bất quá. Hắn nửa đường rời đi, nếu như dựa theo trận đầu tính, thu vào rất nhỏ. Dựa theo trận thứ 8 mà nói, đoán chừng lại không người tới tinh diệu thành chỉ lớn như vậy, cao thủ chỉ bấy nhiêu, bản thân liên tục khiêu chiến nhiều người, không ít người đã không nguyện ý dùng tiền cố ý tìm thua. Người liên tục chiến thắng tám chàng, tham gia tranh tài sơ cấp, khả năng đã không có người khiêu chiến, còn tỉ thí trung cấp, ngày hôm nay không có buổi diễn, sớm nhất cũng phải ngày mốt, lại nói đẳng cấp của người cũng không đủ. Phục vụ viên nhìn một chút nói, tỉ thí trung cấp, Trương Huyền nghi ngờ, sơ cấp, trung cấp, chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ thi đấu công khai còn muốn phân đẳng cấp. Hết chương 3574. Chương 3575, lần nữa đánh cược, đương nhiên phải phân cấp. Phục vụ viên cười giải thích, một số cao thủ liên tục chiến thắng, biết rõ nhất định thua, ai còn nguyện ý tới tỉ thí. Lại nói, cao thủ tới tôi luyện cũng là vì rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, tới một cái tùy ý giết chết, đối với hắn cũng không có hiệu quả thăng cấp. Cho nên thi đấu công khai thoạt nhìn công bằng, trên thực tế cũng chia làm nhiều đẳng cấp. Trương Huyền gật đầu, tựa như hắn, loại tỉ thí trình độ này, luôn đè thấp tu vi, căn bản là không có cách đưa đến hiệu quả tôi luyện. Bình thường mà nói, chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, từ lần đầu tiên bắt đầu tham gia khiêu chiến, liên tục chiến thắng 10 chàng, một lần không thua, liền có thể đi vào trung cấp. Trong trung cấp đồng dạng liên tục 10 chàng không thua, có thể đi vào cao cấp. Phục vụ viên tiếp tục nói. Người bây giờ liên tục tám chàng không thua, đã rất tiếp cận trình độ trung cấp, người bình thường đoán chừng không thể so với, thật muốn so mà nói, có thể sớm phát ra khiêu chiến, hơn nữa lưu lại tiền đặt cược, chỉ cần có người tiếp. Hơn nữa liên tục chiến thắng hai trận, liền có tư cách đi vào trung cấp thi đấu, cùng cường giả càng cao hơn tỷ thí. Trương Huyền gật đầu, không thể không nói, thiết kế như vậy càng phù hợp đạo lý. Vậy ta phát ra khiêu chiến. Có thể, không biết người muốn đặt cược bao nhiêu tiền. Phục vụ viên lần nữa nhìn tới. 5.500, Trương Huyền đưa thông thần thẻ tới. Bởi vì mua thuốc cho hồ lô, trước đó kiếm hơn 10 vạn đều tiêu hết, chỉ còn lại chút xíu. 5.500, phục vụ viên cười khổ một tiếng, nhìn qua. Tiền quá ít, đoán chừng không có người nguyện ý nhận. Lợi ích động lòng người, áp quá ít, ai nguyện ý tiếp đơn. Dưới tình huống bình thường, loại này đều áp lên ít nhất 5 vạn. Loại tình huống này, không ít người biết rõ nhất định thua, cũng sẽ tới thu được một chút cơ hội. Hơn 5 ngàn thông thần tệ, quả thực quá ít. Ngay thời điểm phục vụ viên cho rằng, vị cao thủ trước mắt này quá mức hẹp hòi, chỉ thấy một thanh niên đi tới, âm thanh vang lên. Ta tiếp, bên cạnh thanh niên, đi theo một nữ hài dung mạo mỹ lệ, hình dáng 16-17 tuổi, ôm một thanh trường kiếm chính là Hoắc Giang Hà cùng Tiết Cầm mới vừa đi vào. Chỉ bất quá hai người đều thay đổi dung mạo, Trương Huyền nhận không ra mà thôi. Ngươi muốn khiêu chiến? Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người khiêu chiến bản thân, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Đã khiêu chiến, có thể tiếp nhận cá cược hay không? Nghe được lại là cá cược, Hoắc Giang Hà nhớ tới trước đó không thoải mái, nhíu mày. Loại cá cược nào? Rất đơn giản, ta thua thua ngươi 10 vạn thông thần tệ, ngươi thua. Cho ta 10 vạn thông thần tệ. Vốn muốn mở miệng 50 vạn, nhưng sợ dọa tên này đi, Trương Huyền nói ít một chút. 10 vạn thông thần tệ, ngươi có thể cầm ra được ư. Hoác Giang hà hừ lạnh. Tuy hắn là cao thủ lăng vân kiếm các, 10 vạn thông thần tệ đối với hắn mà nói, không tính là gì, thế nhưng không muốn bị người há mồm chờ sung dụng. Ngươi không cần phải để ý đến ta cầm ra được hay không được, ngươi có dám đánh cược hay không dám đánh cược, liền cùng ngươi tỷ thí, không dám, liền thôi." Trương Huyền xua tay, tuy không biết đối phương là ai, nhưng trong ánh mắt kiếm khí khối động, nữ tử bên người lại ôm một thanh trường kiếm, vô cùng có khả năng giống như đám người Vân Phi Dương trước đó chém giết, thuộc về đệ tử Lăng Vân kiếm các. Loại người này chạy tới tìm bản thân tỷ thí, đoán chừng là muốn chút giận, đã như vậy, không hố bọn hắn hố ai? Lại nói, mục đích hắn tới là vì kiếm tiền, không có tiền hắn không có thời gian rỗi dù sao áp chế tu vi đến một phần hai mươi rất nhiều tuyệt chiêu không thể thi triển là cực kỳ vất vả hơn nữa bất đắc dĩ giống như đùa giỡn với kiến sợ không cẩn thận nghiền chết làm can sư huynh muốn tỉ thí với ngươi là vinh hạnh của ngươi vậy mà thái độ như thế thấy thiên nhai ngạo mạn như vậy tiết cầm tức giận quát đại sư huynh đệ tử ngoại môn của lăng vân kiếm các không có gì bất ngờ xảy ra Sang năm nhất định trở thành đệ tử nội môn, loại cường giả này, muốn cùng ngươi tỷ thí, đã là phúc phận tu luyện mấy đời, lại còn ra sức khước từ, còn muốn đánh cược. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Tốt. hoác sang Hà cắt đứt tiết cầm nói, lạnh lùng nhìn qua. Đánh cược cũng không có gì, bất quá, người thua, ta không cần 10 vạn thông thần tệ, muốn ngươi thừa nhận, kiếm pháp của ngươi kém Sa Lăng Vân kiếm các, hơn nữa, nguyện ý cùng ta trở về, trở thành đệ tử kiếm các. 10 vạn thông thần tệ đối với hắn mà nói, quả thực không tính là gì, nhưng vinh dự tông môn không thể sai sót. Trước đó, tin tức đám người Vân Phi Dương thua trận đã truyền ra, xem như đại sư huynh, không ra tay mà nói, đệ tử Lăng Vân kiếm các ngay cả tán tu cũng không sánh bằng, chẳng phải rơi uy phong của tông môn. Huống chi hạt giống tốt như vậy, tiến cử cho tông môn, hắn cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Được, Trương Huyền gật đầu thừa nhận không bằng cũng không có gì đối với hắn không chút ảnh hưởng huống chi thua đây là không thể nào cái chữ này còn không biết viết đây này xin mời làm tốt ước định hai người đi tới lôi đài mau nhìn thiên nhai tới lại muốn cùng người tỉ thí quá tốt rồi lại có thể nhìn thấy võ kỹ của hắn thật sự là kinh diễm a hát nhanh đánh thức mấy phế vật kia không báo tin bọn họ Bỏ qua thiên nhai tỷ thí, đoán chừng sẽ hận chết chúng ta. Muốn cùng hắn tỉ thí là ai? Nhất nhãn giang hà, không nhận ra, bất quá, nữ hài bên cạnh hắn kia, tuyết dạ phủ cầm, ta hình như nghe nói qua. Là ai? Hình như là, nhị tiểu thư của huyền giang thành thành chủ, tên thiết cầm, là đại mỹ nữ, hơn nữa kiếm pháp cũng cực kỳ cao minh. Bốn phía nghị luận ẩm ý. Hoặc giang hà lấy ngoại hiệu gọi nhất nhãn giang hà bởi vì từ trước đến giờ chưa từng tới tinh diệu thành thông thần điện cho nên không có người biết tiết cầm liền không giống thân là con gái thành chủ đã sớm tiến vào nơi này cũng xông ra tên tuổi không nhỏ nguyên nhân chính là như vậy nhìn thấy tên không ít người nhận ra được giống như không ít dân mạng cùng cao thủ thi đấu kiếp trước không chỉ nickname mọi người biết bản thân cũng bị người tôn làm thần tượng tỷ như nhất diệp chi thu diệp tu mộc vũ tranh phong tô mộc tranh hoành tảo thiên nhai ngô ngạn tổ. Ngoá, con tác thổi mình kinh. Tiết cầm, những lời này, không có che giấu, Trương Huyền nghe vào trong tai, nhịn không được sướng sở. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Đến kiếm tiền mua cái chữ vật giới chỉ, cũng có thể đụng tới nữ nhân tử hôn. Tuyết dạ phủ cầm là nàng, vậy nhất nhãn giang hà, chẳng lẽ chính là vị kia, ra hỏa lăng vân kiếm các tới chiêu thu đệ tử. Thấy lôi đài ngay ở trước mặt, Trương Huyền đột nhiên xoay người, Bàn tay lăng không bắt tới tiết cầm cách đó không xa. Động tác của hắn cực nhanh, nữ hài không nghĩ tới tên này lại đột nhiên ra tay, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên, muốn ngăn cản, liền phát hiện đối phương đã thu tay về, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Người làm gì? Đôi mi thành tú nhíu lên, tiết cầm sắp bùng nổ. Vốn cho rằng là cao thủ sư huynh coi trọng, sẽ thận trọng một ít, không nghĩ tới trực tiếp muốn ra tay với mình không có gì, nhìn thấy trên đầu ngươi có con muỗi, giúp ngươi xua đuổi một chút. Trương Huyền nói, ngươi, hô hấp gấp rút, tiết cầm tức đến ngực không ngừng chập trùng. Con muỗi, muỗi em gái ngươi a hát. Nơi này là thông thần điện, chúng ta đều là ý niệm đi vào, từ đâu tới con muỗi. Nói dối, có thể chăm chú một ít hay không? Không để ý tới nàng phẫn nộ, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, con mắt rơi vào thư viện xuất hiện trong đầu, xem xét, phía trên quả nhiên rậm rạp chẳng chịt viết đầy thiếu hụt, còn có giới thiệu đơn giản. Tiết cầm, nhị nữ nhi của huyền giang thành thành chủ. Xem xong nội dung, khóe miệng trương huyền nâng lên. Tuy thông thần điện có thể ngụy trang thân phận, nhưng không ẩn giấu được thiên đạo thư viện. Nói cách khác, chỉ cần đối phương thi triển võ kỹ, ở trong mắt thư viện đều sẽ hiển lộ tên thực, không chỗ ẩn trốn. Nếu là nàng liền thú vị, biết thân phận xác thực của đối phương, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía nhất nhãn Giang Hà cách đó không xa, chỉ tiết cầm nói. Vừa rồi nữ nhân này ngang nhiên vô lễ với ta, không bằng như vậy, người thua, trừ 10 vạn thông thần tệ, đưa nàng cho ta làm nha hoàn thế nào. Hết chương 3575, chương 3576, cha tiết cầm, ngươi, tiết cầm suýt chút nữa tức điên, đường đường nhị tiểu thư phủ thành chủ, nhân vật như Minh Châu, làm nha hoàn, quả thực chính là làm nhục. Nàng không phải hạ nhân của ta, ta không có quyền làm chủ. Hoác Giang Hà nhíu mày nói. Vậy thì không có biện pháp, trước đó tới ba cái dùng kiếm, đều bị ta một chiêu đâm chết, cảm giác không khác giết gà, người hẳn cũng không sai biệt lắm, không so cũng được. Trương Huyền duỗi lưng một cái, ngừng lại. Nếu ngươi không làm chủ được, quên đi. Hàn mang chợt lóe, Hoắc Giang Hà híp mắt lại. Thân là cao thủ sử dụng kiếm, làm sao có thể lật lọng nữ nhân này vừa rồi xem thường ta để cho trong lòng ta ấm ức uất khí khó tiêu không để nàng làm nha hoàn nhẫn không được cơn giận này trong lòng tức giận kiếm thuật liền không cách nào triệt để phát huy giao đấu không còn ý nghĩa sự tình trọng yếu như vậy sao có thể nói trở mặt hai tay chắp sau lưng trương huyền mang theo đức tính cao thượng ta làm như vậy cũng là vì có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất thi triển ra kiếm thuật cường đại nhất, cho đối thủ như ngươi tôn trọng lớn nhất. Người một cao thủ sử dụng kiếm, muốn cùng ta tỉ thí, nhất định là muốn thắng ta mạnh nhất, mà không phải muốn thừa lúc vắng mà vào. Như vậy cho dù thắng cũng không vẻ vang ha. À. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hoắc Giang Hà cắn chặt hàm răng. Nhìn tên này một bộ thổi ra châu mà không đỏ mặt, làm sao cảm giác muốn đánh người như vậy. Thế nào, không đồng ý vụ cá cược này, ta bắt nạt người, coi như chiến thắng cũng thắng không vẻ vang gì. Sư huynh, ngàn vạn không thể đáp ứng. Nghe tên này càng ngày nói càng kéo, Tiết Cầm sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Không đáp ứng, quên đi, ta đồng dạng sẽ đáp ứng tỉ thí, suy yếu liền suy yếu. Dù sao ngươi chỉ là muốn thắng ta, có công bằng hay không cũng không trọng yếu. Trương Huyền lắc đầu, khí phách tiêu điều, điều. Cường giả Lăng Vân kiếm các, cùng người so kiếm, vậy mà không quan tâm công bằng ta cũng coi như thêm kiến thức. Đủ rồi, ta đáp ứng. Hoác Giang Hà vẫy tay một cái. Tuy tên này nói đều là sự tình khó nghe, nhưng đã đại biểu Lăng Vân kiếm các, đối phương cũng rõ ràng đoán được, vậy thì công bằng công chính, tuyệt không thể có nửa điểm chỉ trích. Sư Huynh, Tiết Cầm run rẩy nàng là nhị tiểu thư của thành chủ, thiên tri kiêu tử. Có khả năng đi vào kiếm các nhất phi trùng thiên, bị làm nha hoàn đánh cược, quả thực làm nhục tới cực điểm. Chẳng qua, thanh âm vừa mới vang lên, liền nghe Hoác Giang hà quát. Ngậm miệng, ngươi là cảm thấy ta không thắng được. Ta, khuôn mặt tiết cầm trắng bệch. Không dám, sư huynh mạnh như thế, chỉ cần ra tay, nhất định thắng ngay từ trận đầu. Hừ, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, bàn tay chảo một cái, trường kiếm trong ngực tiết cầm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hoác Giang hà sợ nói nhiều vài câu, sẽ bị tức chết, bàn chân điểm chút một, đã rơi vào trên võ đài vẫy tay một cái xin mời sảng khoái trương huyền cười ha ha theo sát tới mấy lần trước ngươi cùng sư đệ ta chiến đấu dùng ra một chiêu kiếm pháp ta muốn mở mang kiến thức chiêu này một chút trường kiếm xuất khiếu trên không trung phát ra tiếng long ngâm hoác giang hà nói đã muốn bù lại mặt mũi của tông môn đương nhiên là ở dưới kiếm thuật mạnh nhất của đối phương đánh bại hắn tốt trương huyền gật đầu đi tới trước mặt giá binh khí, lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm. Trưởng lão, trưởng lão, Thiên Nhai xuất hiện. Tinh Diệu Thành, phủ thành chủ, Vân Phi Dương vội vã đi tới gian phòng. Xuất hiện, tốt, cùng đi xem. Ánh mắt Lục Vân trưởng lão sáng lên, lấy ra Thông Thần ngọc phù, tinh thần khẽ động, tiến vào bên trong. Rất nhanh, đám người Vân Phi Dương cũng đều đi theo tới. Đi vào Thông Thần điện, còn chưa tới trước mặt lôi đài bốn phía thanh âm huyên náo vang lên. mau qua, thiên nhai cùng nhất nhãn giang hà tỷ thí lập tức bắt đầu. nhất nhãn giang hà là ai? ta cũng không biết, nghe nói kiếm thuật cực kỳ cao minh, long tranh hổ đấu rất nhanh liền có kết quả. biết rõ chiến tích của thiên nhai còn dám tới giao đấu, chứng minh thực lực khẳng định không kém, ai thắng ai thua còn chưa biết được. nhất nhãn thiên nhai là đại sư huynh, ánh mắt phân phi dương sáng lên tiểu tử Giang Hà này không tệ, hẳn là biết mấy người các ngươi thua, muốn thay tông môn bù lại danh tiếng. Lục phân trưởng lão nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, thỏa mãn gật đầu. Chúng ta xấu hổ, vẻ mặt mấy người đồng thời đỏ lên. Bọn họ thua, lại làm cho đại sư huynh ra tay, thực sự mất mặt. Giang Hà, từ trước tới nay thận trọng, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú, hắn ra tay, hẳn có thể giải quyết ảnh hưởng trái chiều do lần này mang tới. Lục vân trưởng lão vuốt sợi dâu, cho dù ở thông thần điện, hắn cũng là hình ảnh lão giả. Thực lực của đại sư huynh chúng ta bội phục, đã ra tay, khẳng định là có cách phá giải. Qua xem một chút đi, chỉ cần hắn ra tay, chắc hẳn kết quả đã chú định. Lục vân trưởng lão gật đầu, mang theo bốn người nhanh chóng đi đến lôi đài. Còn chưa tới trước mặt, liền nghe vô số thanh âm xôn xao sông thẳng lên trời. Hẳn là có kết quả năm người vội vã đi tới trước mặt, đang muốn nhìn một chút khoác Giang Hà chiến thắng thế nào, ngay sau đó nhìn thấy nhất nhãn Giang Hà chẳng biết lúc nào đã nằm trên mặt đất, trên đầu cắm một thanh trường kiếm. Rất nhanh, thi thể hóa thành điểm sáng chậm rãi biến mất. Sư huynh, đám người vân phi dương bối rối. Lục vân trưởng lão cũng ngốc tại chỗ. Đây không phải mới bắt đầu chiến đấu ư. Làm sao một cái chớp mắt liền kết thúc. Sư huynh cũng không phải đối thủ, tùy tiện bị thuấn sát mọi người khiếp sợ tiết cầm thì toàn thân run rẩy sắp điên rồi vốn cho rằng lần này đánh cược sư huynh có thể tùy tiện chiến thắng làm sao cũng không ngờ tới đối phương ném kiếm sư huynh ngã xuống đất hai cái hô hấp cũng chưa tới đã kết thúc nói như vậy bản thân chẳng phải thành nha hoàn của đối phương tiện tì còn không qua đây đấm bóp cho thiếu ra tràn đầy dầu dĩ chỉ thấy thanh niên trên lôi đài đi xuống đi tới trước mặt vui vẻ nói ngươi, tiết cầm tức đến cắn răng, lật bàn tay tát tới, để nàng làm nha hoàn, nằm mơ. bàn tay còn không có rơi vào trên mặt đối phương, liền cảm thấy cổ tay siết chặt, đã bị đối phương bắt lấy. sau đó trên mặt tê dần, ba 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 ba, liên tục bốn cái tát quất vào trên mặt, nguyên bản khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lập tức sưng đỏ, tựa như cái mông. biết rõ nơi này là giả, không phải thế giới chân thật, nhưng tiết cầm vẫn cảm thấy trên mặt giống như đốt lửa có khe đất mà nói, sẽ lập tức chui vào. Vốn cho rằng leo lên đùi Hoắc Giang Hà, ngoại môn đại sư huynh của Lăng Vân kiếm các, có thể nhất phi trùng thiên, chân chính thực hiện ước muốn nhân sinh, nằm mơ cũng không nghĩ đến. So với trước kia càng thê thảm hơn. Hạ Nhân dám đánh chủ nhân, lá gan thật lớn. Tát xong đối phương, Trương Huyền hừ lạnh. Đối với nữ nhân ác độc từ hôn còn muốn giết người này, hắn không có một chút hảo cảm nếu không phải tính toán để lại cho học sinh dạy dỗ, đã sớm một bàn tay quất chết. Ta muốn giết ngươi. Trong mắt tiết cầm đỏ hoe, vừa định cùng người trước mắt này liều mạng, liền nghe một tiếng quát tháo vang lên. Được rồi, còn ngại mất mặt không đủ. Thân thể nữ hài cứng đờ, vội vàng xoay người, ngay sau đó nhìn thấy một trung niên, chẳng biết lúc nào đi tới cách đó không xa. Cha! Đầu gối nữ hài mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Gọi hắn cha! chẳng lẽ vị này chính là huyền giang thành tiết càn thành chủ. Tiết càn thành chủ là cổ thánh phá toái hư không, không nghĩ tới đích thân tới. Con gái thành nha hoàn của người khác, có thể ngồi yên mới gặp quỷ. Hắn xuất thủ, thiên nhai khẳng định xong rồi. Đúng vậy, làm nhục con gái thành chủ, hơn nữa đánh bạt tai, chỉ điều này, liền không có người cứu được. Không để ý tới mọi người thảo luận, cũng không đi quản con gái quỷ trên mặt đất, trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người trẻ tuổi có phong mang là chuyện tốt, nhưng phong mang quá mức, liền hăng quá hóa dở. Đúng vậy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta từ trước tới nay không thích ép người quá đáng. Trương Huyền gật đầu, đối với đối phương nói, biểu thị tán đồng. Đương nhiên, nếu như không phải người, không tính. Con mắt tiết càn lập tức híp lại, trên người sát khí xô trào. Bốn phía đã nói ra thân phận của hắn, thân là thành chủ, chủ động chạy tới, rất cho mặt mũi, vậy mà nói như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho. Thật ra thì cũng không chỉ có thể trách Trương Huyền, nếu như không phải hắn ra tay, thiện hiểu thiên khẳng định sớm đã bị giết. Cũng bởi vì có hôn ước, không thoái hôn giết người. Mấu chốt là phủ thành chủ thanh danh còn rất tốt, ra hỏa giả dối, ngụy quân tử như vậy, nếu như đơn giản bỏ qua, thật đúng là không làm được xem ra ngươi cực kỳ tự tin như vậy ta và ngươi tỷ thí thấy chung quanh xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều biết chuyện ngày hôm nay không có cách nào thiện trung niên nhìn qua tốt rất đơn giản tiền đặt cược bốn mươi vạn thông thần tệ đáp ứng liền so không đáp ứng ta trở về đi ngủ hơn nửa đêm vừa thu nô tỳ không thân mật trở về liền tuyên dương chuyện này ra ngoài đường đường phủ thành chủ ngay cả con gái cũng quản không tốt sao có thể quản lý thành trì mấy triệu người Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao phủ thành chủ các người có tiền, có thể nuôi nhiều lính như vậy, đã như vậy. Để các ngươi ra một chút máu. Kéo kẹt, kéo kẹt, ánh mắt như điện, tiết càn từ trước đến giờ không có khát vọng giết người như vậy. Thân là thành chủ, được vạn người ngưỡng mộ, còn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Cái này đã là chỉ vào cái mũi mắng người, hơn nữa cố ý đánh nữ nhi hắn người trẻ tuổi đối nhân xử thế lưu một đường sự tình gì cũng không nên làm quá tuyệt dù thông thần điện có thể giấu họ tên nhưng cũng không phải tuyệt đối không tiết lộ tin tức trong giọng nói tiết càn mang theo uy hiếp làm sao không dám đánh cược vậy thì cuốn xéo ít chậm trễ thời gian của ta trương huyền duỗi lưng một cái ngươi hít sâu một hơi ép lại lửa giận trong lòng tiết càn cắn chặt hàm răng tốt ta cược với ngươi 40 vạn thông thần tệ, đối với Phủ Thành chủ cũng là một khoản tiền lớn, nhưng nếu như không đánh được, thật để cho hắn rời đi, tuyên dương khắp trốn, Phủ Thành chủ mấy chục năm xác lập uy tín, khẳng định triệt để phế. Hơn nữa nhìn bộ đáng của đối phương, thật đúng là sẽ làm như vậy. Lúc nào Phủ Thành chủ đắc tội cao thủ không có chút điểm mấu chốt nào như vậy. Hết chương 3576. Chương 3577. Vô tận số lẻ tuần hoàn phàm là cao thủ, đều chú ý quy tắc. Cái tên này, rõ ràng không có để quy tắc vào mắt. Tiết càn lạnh lùng nhìn con gái, biết chắc là nha đầu này làm ra, nếu không không có khả năng cố ý nhằm vào nàng. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Nghe được đáp ứng, Trương Huyền nở nụ cười, lần nữa tung người trở lại lôi đài. Xin mời, chúng ta đánh cược, cũng không phải là thi đấu công khai, cần công bằng công chính, cho nên lấy sinh tử làm giới hạn. Tiết càn đi tới, cũng không sốt ruột động thủ, mà âm thanh lạnh lùng. Ta thua, cho ngươi bốn người 40 vạn thông thần tệ, nhưng thắng, ta muốn biết thân phận chân thật của ngươi. Hơn nữa tự mình đến phủ thành chủ xin lỗi tiểu nữ. Chỉ cần biết thân phận đối phương, xin lỗi hay không, không có gì, dựa vào thực lực cùng thủ đoạn của hắn, không giết chết, không ra được cơn giận này. Được, Trương Huyền gật đầu, từng người lấy ra tiền đặt cược nghiệm chứng. Tiết Càn búng ngón tay một cái, một thông thần thẻ từ ngón tay bay ra, rơi vào trước mặt nữ tử chịu trách nhiệm báo danh. Ông, một đạo hào quang lóe lên, hiện ra trên thẻ có 40 vạn, phù hợp điều kiện tiền đặt cược. Thấy hắn sảng khoái, Trương Huyền cũng lời nói nhảm, cong ngón tay búng một cái, tin tức đại biểu thân phận cùng vị trí của mình đi tới trước mặt nữ tử. Đồng dạng ánh sáng chợt lóe, cho thấy tin tức chính xác. Tuy thông thần Ngọc Phù có thể giấu giếm thân phận, nhưng thông thần điện có thể căn cứ vị trí ngọc phù, cùng với huyết dịch, xác nhận người sử dụng là ai. Giống như có thể căn cứ IP, tìm tới thiết bị của người sử dụng vậy. Bắt đầu đi. Xác định tiền đặt cược, tiết càn không trần chờ tung người đi tới trước mặt giá binh khí, bàn tay chảo một cái, một thanh trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn am hiểu nhất không phải kiếm, mà là đao. Nếu tỉ thí, ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi dùng đao. Ta cũng dùng đao. Trương Huyền cũng xoay người lấy ra một thanh trường đao đồng dạng. Hắn còn biết dùng đao. Kiếm thuật cao minh như thế, dùng đao, chẳng phải là tự chém điểm mạnh. Mọi người đều sững sờ. Liên tục chín cuộc tỉ thí, tất cả mọi người biết, vị thiên nhai này là một cao thủ dùng kiếm, thậm chí cường đại hơn đệ tử Lăng Vân Kiếm Các. Am hiểu kiếm pháp, nhưng cầm đao, điên rồi đi. Đây là người tự tìm cái chết. Nếu như nói trước đó đối phương thi triển ra kiếm pháp, tuy hắn tự tin, nhưng cũng có chút kiêng kỵ, giờ phút này dùng đao. Tiết Càn nhất thời cười lạnh. Đao kiếm, một cái nhẹ nhàng một cái nặng nề, bản thân cũng có chút thuộc tính trái lại, dưới tình huống bình thường, kiếm pháp cao minh, đao pháp bình thường, đao pháp cao minh kiếm pháp tầm thường. Đao kiếm song tuyệt, rất ít gặp đến. Kiếm pháp của người cao minh như vậy, bỏ qua sở trường dùng điểm yếu, vậy liền để ngươi xem một chút, thực lực chân chính của ta. Phần Phật, cổ tay lay động, trường đao lập tức phát ra đao mang dài hơn một trượng, thời gian nháy mắt biến thành tơ bạc, phong tỏa toàn bộ chung quanh, cùng thời khắc đó, hóa thành một đạo băng khí, bổ về phía thanh niên cách đó không xa. Sắc mặt lục vân trưởng lão ngưng lại. Khó trách có thể đứng đầu một thành, quả nhiên không tầm thường. Chiêu đao pháp này của đối phương, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế tập hợp công kích phòng ngự làm một thể, ẩn chứa 7749 biến hóa, bất kể đối phương xuất chiêu như thế nào, đều sẽ bị ràng buộc, thậm chí gặp phải phản kích. Chiêu số lợi hại như thế, xem như hắn cùng cấp bậc, cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đây là tuyết dạ ngân quang của thành chủ. Nghe nói tiết thành chủ ở năm 27 tuổi, quan sát trăng tròn treo ở trong tuyết, sáng lập ra đao pháp. Chiêu đao pháp này, như trăng tròn chiếu dọi đại địa, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp, tiết thành chủ chính là dựa vào chiêu này, quét ngang thông thần điện, hầu như không người có thể địch. Vừa ra tay liền thi triển chiêu này, Thiên Nhai có thể ngăn lại cô. Có thể mua được thông thần ngọc phù đi vào nơi này, không có chỗ nào mà không phải cao thủ, dù so với Trương Huyền kém không biết bao xa, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Chiêu số của Tiết Càn vừa ra tay liền biết không đơn giản, Thiên Nhai đối diện khẳng định không dễ dàng đối phó như vậy. Quả nhiên chiêu số tốt. Trương Huyền cũng có chút ngoài ý muốn, mày nhăn lại, không khỏi suy nghĩ ta là nên dùng một phần mười lực lượng đây, hay một phần năm. Vị trước mắt này dù sao không phải đồ ăn trước đó, có thể vì tiện giết chết. Một phần mười lực lượng, có khả năng không đỡ được, nhưng một phần năm. Vô cùng có khả năng lực lượng quá lớn, thuấn sát hắn. Vừa ra tay liền thuấn sát một thành chủ. Dường như không tốt lắm, lần sau khẳng định không có người tỉ thí, đưa tiền. Lần này nhất định phải khiêm tốn. Được rồi, trước dùng một phần tám lực lượng, chiến đấu một hồi, sau đó lại tìm cơ hội giết chết. Biết không có quá nhiều thời gian chậm chế, rất nhanh làm ra quyết định, trường đao trong tay Trương Huyền lập tức tiến lên đón. Không có rực rỡ màu sắc, cũng không có bao nhiêu chiêu số lợi hại, trường đao trong tay của hắn thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mỗi một chiêu đều có thể chặn lại đối phương tấn công. Một cái nháy mắt, liền đối chiến hơn 20 chiêu. Trưởng lão, bọn họ ai có thể chiến thắng? Đám người Vân Phi Dương không hiểu rõ đao pháp lắm, đồng loạt nhìn qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiết thành chủ sẽ thắng. Lục Vân trưởng lão gật đầu. Hắn chiến thắng. Ừm, tuy thiên nhai thoạt nhìn bất bại, có thể chống lại tất cả chiêu số của đối phương, nhưng bởi vì am hiểu dùng kiếm, trên lực lượng rõ ràng không đủ, mà tiết thành chủ, đao pháp linh hoạt mang theo nặng nề, kèm theo chiêu số thi triển, lực lượng trên đao càng ngày càng dày tầng, đã có uy thế long trời lở đất, mặc cho hắn tích lũy, xem như ta cũng không dám ngay mặt ngăn cản. Lục vân trưởng lão lộ ra khen ngợi. Khó trách có thể đứng đầu một thành, quả thực có năng lực người thường khó với tới. Thì ra là thế. Đám người vân phi dương giật mình. Vừa nói như vậy, bọn họ cũng đã nhìn ra. Lúc này trên đài cao, tựa như biến thành gió tuyết đầy trời, hàn khí bức người, đao pháp liên tục thi triển, lực lượng tầng tầng tăng cao, lôi đài tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện vết rách. Thật mạnh, không giống mọi người rung động, con mắt Trương Huyền sáng lên. Vốn cho rằng đối phương nhiều nhất thừa nhận một phần mười lực lượng của mình, không nghĩ tới. Một phần tám lực lượng lại không chiếm được thượng phong. Thậm chí một phần bảy cũng không quá dễ dàng chống lại. Chỉ có một phần sáu mới có thể lực lượng ngang nhau. Có thể tiếp nhận hắn thi triển ra lực lượng mạnh như vậy, đã coi như rất giỏi, sau khi đi tới thượng thương, gặp phải vị cao thủ thứ nhất. Dù tỉnh táo lại, không đủ một ngày thời gian. Hắn tràn đầy hưng phấn, nhưng tiết càng càng đánh tâm càng lạnh. Bộ đao pháp kia, giống như những người khác nói, quả thực là trong tuyết tìm hiểu ra, bởi vậy đao pháp giống như tuyết cầu, càng lăn càng lớn, càng tích tụ lực lượng càng mạnh. Kèm theo thi triển đao pháp, lực lượng tích tụ đến mình cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, vốn cho rằng kẻ trước mắt rất nhẹ nhàng liền có thể bị đánh chết, làm sao cũng không có nghĩ đến. Lực lượng vậy mà cũng càng ngày càng mạnh. Tay của hắn bị chấn tê tê, gan bàn tay chảy ra máu tươi. Chết đi cho ta. Biết tiếp tục nữa, khả năng chẳng những không thắng, còn có thể sẽ bởi vì bị thương, đi đầu thua trận, tiết càn gào lên một tiếng, trường đao bỗng nhiên lắc một cái. Pho ve. Trước đó ngưng tụ đao khí, lập tức tụ lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chiều tuyết dạ ngân quang này, Mạnh nhất cũng không phải lực lượng tích tụ càng ngày càng nhiều, mà kèm theo đao pháp thi triển, mỗi một kích đều sẽ lưu lại đao khí, những đao khí này hội tụ vào một chỗ, lập tức để cho toàn bộ đao pháp nâng cao một bước, phát sinh chất biến. Có tuyệt chiêu gì, hiện tại liền thi triển đi ra, nếu không chỉ có một con đường chết. Vòng xoáy hình thành, Tiết Càn thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh một tiếng. Tuyệt chiêu. Thấy chiêu số của đối phương quả nhiên trở nên càng thêm cường đại một phần sáu lực lượng cũng không ngăn được trương huyền đành phải ngừng lại trường đao trong tay lắc một cái quên đi cũng là chiêu này a à. suy nghĩ một chút trước đó tu luyện thiên đạo đao pháp uy lực quá mức mạnh mẽ ngón tay trương huyền nhẹ nhàng bắn ra trường đao lập tức lơ lửng giữa không trung giống như trường kiếm trước đó tỏa ra khí tức làm người ta run sợ đao cũng có thể vứt đám người vân phi dương ngẩn ngơ lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra đối phương rõ ràng giống như trước đó vứt kiếm, định ném đao ra. Đao kiếm trọng lượng không giống, vứt như vậy, thật có thể đi. Trong lòng nghi ngờ còn không có kết thúc, chỉ thấy đao quang như giải lụa lóe lên, ngay sau đó không khí nghẹn ngào. Phần Phật, trường đao đã xuất hiện ở trước mặt tiết khàn. Hơi đỏ mặt, vội vàng muốn đi ngăn cản, lại phát hiện chém hụt. Phốc, trường đao cắm vào đầu. Tuy xuyên qua đầu, nhưng thực lực của hắn đạt đến phá toái hư không, tinh thần mạnh mẽ, trong thời gian ngắn thân thể cũng không sụp đổ, hóa thành điểm sáng. Ngươi, đã sớm có thể thắng. Tiết càn tràn đầy khó tin, giấy ruộng nhìn qua, con mắt chừng đến sắp lòi ra. Đối phương am hiểu nhất chính là vứt kiếm, điểm ấy hắn cũng sớm được tin tức. Vừa rồi một mực không có ném binh khí ra, vốn cho rằng dùng đao, không thể ném đao, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đồng dạng dễ như trở bàn tay đao này cường đại như thế, tích xúc lực lượng lâu như vậy cũng không đỡ được, vừa ra tay liền thi triển, khẳng định càng không cách nào ngăn cản. Nói cách khác, đối phương hoàn toàn có thể thuấn sát, nhưng cứ thế kéo tới hiện tại. Đúng vậy, có điều vừa ra tay liền thắng, chẳng phải có lỗi với người thua 40 vạn thông thần tệ. Đánh một hồi, có lẽ ngươi sẽ vui vẻ một chút. Bị người nhìn thấu, Trương Huyền có chút xấu hổ. Phốc, tiết càn phun ra máu tươi, biên rồi. Vui vẻ em gái ngươi A-Hát. Thật muốn để cho ta vui vẻ, ngươi liền kín đáo một chút, nói cũng dùng toàn lực. Hiện tại đối mặt nhiều người như vậy nói ra, đây là để cho ta vui vẻ, hay chọc cho tức chết. Cố ý nhục nhã ha. Ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng cũng nhìn ra ngươi không có thi triển toàn lực, muốn hỏi một câu, đến cùng thi triển ra mấy thành lực lượng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, lại nhịn không được hỏi. Đối phương khẳng định không có thi triển ra toàn bộ lực lượng bằng không thì không có khả năng kèm theo công kích của hắn, lực lượng dần dần mạnh lên. Thi triển bao nhiêu? Thấy đối phương khát vọng như vậy, Trương Huyền dừng lại một chút, từ tôn trọng đối phương, vẻ mặt thành khẩn nói thực. 1,66666, số lẻ phía sau, vô tận tuần hoàn. Hết chương 3577, chương 3578, nói thật cũng không được. Ách, tiết càn mộng bước, ta hỏi người dùng mấy thành lực lượng, người cùng ta nói toán học, nói số lẻ. Cái quỷ gì? Vô tận tuần hoàn, lại là cái gì? Bành! Hắn không chịu nổi, hóa thành điểm sáng đầy trời biến mất tại nguyên chỗ. Bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người từng cái lông mày nhảy loạn. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng thiên nhai nói không phải thực, mà là trêu đùa đối phương. Nếu không lực lượng khống chế lại chính xác, cũng không có khả năng đến số lẻ A. Còn vô tận tuần hoàn, tuần hoàn em gái người a hát có thể đáng tin cậy một chút hay không tiết cầm thì sợ tới mức vẻ mặt triệt để thay đổi hoắc giang hà sư huynh không đỡ được có thể tiếp nhận dù sao còn trẻ mạnh mẽ chính là tiềm lực cùng tương lai nhưng cha đứng đầu một thành tu vi càng đạt đến cổ thánh tầng thứ tư sơ kỳ lĩnh ngộ cùng lý giải tu luyện sớm đã đi đến mức lô hỏa thuần thanh loại tình huống này cùng cấp bậc cũng thắng không nổi thiên nhai gia hỏa ở đâu xuất hiện làm sao lại mạnh như vậy? Nếu tinh diệu thành thật có nhân vật như vậy, khẳng định đã sớm dương danh lập vạn. Cùng lắm thì gần đây không ra ngoài, hắn thực có can đảm chạy đến phủ thành chủ gây rối, liền giết. Tiết cầm hừ lạnh một tiếng, nắm đấm siết chặt. Cái gì nô tỳ hay không nô tỳ, chỉ cần không đi vào thông thần điện, đối phương có thể làm gì mình. Dám đến phủ thành chủ, hiền lộ chân thân mà nói, vài phút giết chết. Nghĩ đến cái này, Tiết cầm thở phào nhẹ nhõm, tinh thần khẽ động. Hô! Quang mang chợt lóe, thân ảnh biến mất, triệt để rời đi. Ăn ngay nói thật cũng không được. Thấy Tiết càn cùng mọi người biểu tình như vậy, Trương Huyền biết mới vừa rồi nói, tương đương với nói nhảm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ dùng một phần sáu lực lượng, nói cho đúng, là 1,66 thành. Muốn biết ta dùng bao nhiêu lực lượng, nói chuẩn xác lại không tin. Người tốt khó xử a hát đi xuống lôi đài, đồ vật đại biểu vị trí cụ thể hủy diệt, trở lại trước đài, đưa thông thần thẻ tới. Bên trong quả nhiên đã có 60 vạn thông thần tệ, đánh cược thắng 50 vạn, hoắc giang hà cùng tiết cản đều mang vũ khí, một cái 5 vạn. Đổi một cái chư vật giới chỉ, trương huyền thở phào nhẹ nhõm đang muốn rời đi, chỉ thấy Vân Phi Dương trước đó bị hắn đánh bại tiến lên đón, trong tay cầm một cái bái thiếp. Thiên nhai tiền bối, lục trưởng lão muốn tìm ngươi đơn độc nói chuyện, không biết có thuận tiện hay không. Lục trưởng lão, đối phương là người lăng vân kiếm các, vậy cái này, chẳng phải là kiếm các trưởng lão. Được, nghĩ tới những thứ này, không dừng lại quá lâu, Trương Huyền gật đầu. Một trong sáu đại thế lực của Thượng Thương, đã có thể trở thành trưởng lão, khẳng định bất phàm, biết tin tức cũng nhiều, vừa vặn có thể hiểu rõ hơn một ít, hỏi thăm một chút sự tình liên quan tới linh thần cung. Ban đầu ở dị linh tộc, tế tự triệu hoán linh thần, tới một vị cường giả, nói lạc nhược hy ở linh thần cung. Chỉ cần tìm được nơi này, hẳn có thể tìm được đối phương. Đi theo sau lưng vân phi dương, rất nhanh tới một gian phòng kín. Thông thần điện, có thể cung cấp tỉ thí, cũng có thể cung cấp một ít chỗ đặc thù để cho người ta an tâm tán gẫu tránh khỏi quấy dày. Ở đây bất luận nói cái gì, cũng sẽ không tiết lộ đến ngoại giới, tuyệt đối tư mật. Trong phòng, một lão giả ngồi ngay ngắn ở trung tâm, Trước đó mấy cái bị hắn đánh bại, đều đứng ở một bên, biểu lộ hơi có vẻ khó xử. Nhất nhãn Giang Hà Hoắc Giang Hà, giờ phút này cũng tìm thông thần ngọc phù mới, lần nữa xuất hiện. Tại Hạ Lăng Vân kiếm các, trưởng lão ngoại môn Lục Vân. Thấy hắn đi vào, Lục Vân trưởng lão nói một tiếng, đứng dậy, tự giới thiệu. Gặp qua Lục trưởng lão. Trương Huyền Ôm Quyền, tự giới thiệu. Tại Hạ Thiên Nhai. Đối phương mục đích gì không rõ tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận. Tại thông thần điện, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng đi vào thực tế, cổ thánh tầng thứ tư sơ kỳ, cũng chỉ có thể ở huyền giang thành uy phong một chút, đi vào tinh diệu thành, cũng không biết có thể toát ra bao nhiêu cường giả, đánh bại hắn dễ dàng. Không cần cẩn thận, thấy hắn không nói ra tên thật của mình, mà là ngoại hiệu, biết còn có chút kiêng kỵ lục vân trưởng lão cũng không để ý, cười cười. Người cùng bọn hắn tỉ thí, ta đều nhìn qua hình ảnh, lý giải đối với kiếm thuật, đã đi đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chẳng qua, bất kỳ công pháp gì đều giống nhau, đi đến loại tình trạng này, tài cao còn gắng sức hơn, cần truyền thừa cùng tài nguyên, mà tán tu, điểm ấy, rất khó hoàn thành. Không biết có hứng thú gia nhập lăng vân kiếm các hay không? Từ kiếm thuật của đối phương, có thể thấy được tâm tính quả quyết, lục vân trưởng lão không dài dòng, trực tiếp nói thẳng mục đích đến. Gia nhập kiếm các, còn tưởng rằng đối phương muốn hương sư vấn tội, không nghĩ tới muốn hắn gia nhập, Trương Huyền mang theo nghi ngờ. Hoác Giang Hà, Tiết Càn, cùng cấp bậc, cũng không phải đối thủ của ngươi, loại thiên phú cùng năng lực này, đi vào tông môn, có thể trực tiếp xin danh ngạch đệ tử nội môn. Ở đây, có thể học tập kiếm thuật cao minh hơn, có càng nhiều đệ tử tỉ thí, đối luyện, tiến bộ khẳng định càng nhanh hơn. Lục Vân Trưởng Lão nói, đối phương ngay cả ngoại môn đại sư huynh cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, đã có được tư cách tiến vào nội môn. Cái này, ta cần cân nhắc. Trương Huyền cũng không trực tiếp đáp ứng. Tới thượng thương, mục đích là tìm kiếm lạc nhược hy, cái gọi là tông môn, không có hứng thú quá lớn. Đây là việc lớn, quả thực cần cân nhắc. Lục vân trưởng lão gật đầu, cũng không gấp gáp. Lục trưởng lão, tại hạ muốn hỏi thăm người một ít chuyện, không biết có thuận tiện hay không. Không tiếp tục cái đề tài này, Trương Huyền nhìn qua. Mời nói. Không biết, trưởng lão có nghe qua, linh thần cung không? Trương Huyền mang theo căng thẳng. Linh thần cung, lục vân trưởng lão dừng lại một chút, sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe qua, trương Huyền sướng sờ. Hết chương 3578, chương 3579, đẳng cấp tu luyện ở Thượng Thương. Ta chỉ là ngoại môn trưởng lão của kiếm các, bình thường chịu trách nhiệm dạy dỗ học sinh, sự tình khác trên đại lục biết không nhiều, Tông môn có thư tịch đặc biệt giới thiệu rất nhiều môn phái cùng phân chia thế lực trên đại lục, chỉ cần thân phận đầy đủ, có thể tùy ý lật xem. Hẳn là có thể tìm được người muốn biết. Lục vân trưởng lão cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn mệnh danh lăng vân kiếm các trưởng lão, trên thực tế chỉ là chủng loại cấp thấp nhất, không có tư cách biết càng nhiều chuyện hơn. Đối phương nói tới linh thần cung, đã mang chữ thần, khẳng định dính dáng cực cao, không phải hắn có thể lý giải. A, à, Trương Huyền giật mình, cũng đúng, một trưởng lão chịu trách nhiệm thu nhận đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn hẳn không có khả năng biết, nếu không lúc trước triệu hoán vị thần linh kia cũng không đến mức im miệng không nói. Vừa vặn, ta còn có một nghi vấn trên việc tu luyện, tu luyện giả chia làm thánh vực, đại thánh cùng cổ thánh. Không biết trên cổ thánh còn có loại cảnh giới nào? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cổ thánh tối cao là phá toái hư không, vượt qua loại cảnh giới này là hư tiên cảnh. Nhất niệm thông suốt, hồn như chân kim hỏa luyện vô hại ta hiện tại chính là hư tiên cảnh tinh diệu thành thành chủ cũng là cảnh giới tương đồng hư tiên đồng dạng chia làm bốn cấp bậc sơ trung hậu đỉnh phong vượt qua cấp bậc này là chân tiên đi đến chân tiên ở cả đại lục cũng được cho cao thủ chân chính trưởng lão nội môn chính là loại cảnh giới này lại hướng lên là tiên quân cảnh tiên tri quân vương trưởng lão hạch tâm của kiếm các mới có loại lực lượng này nói đến đây Lục phân trưởng lão cảm xúc một câu, tiếp tục nói. Ta biết chỉ là mấy cảnh giới này, lại hướng lên khẳng định còn có, nhưng đã không phải ta có thể tiếp xúc. Tu luyện vô bờ bến, muốn tiến bộ nhanh hơn, đi càng xa, không có tông môn chống đỡ, không đủ công pháp cùng kinh nghiệm tu luyện, thực sự quá khó khăn. Giống như những kiến thức này, là đệ tử phổ thông liền có thể biết, mà ngươi lại cần hỏi thăm. Cổ thánh, hư tiên, chân tiên, tiên quân. Trương huyền gật đầu, ghi nhớ bốn cảnh giới này. Lấy kiếm thuật của ngươi, lại thêm ta tiến cử, tiến vào nội môn dễ như trở bàn tay, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Thực sự không được, chúng ta gặp mặt đàm phán." Lục Vân trưởng lão tiếp tục nói. Trong này trò chuyện nhiều hơn nữa đều là giả, nhất định phải nhìn thấy chân nhân mới có thể xác định đến cùng là loại thực lực nào, là nam hay nữ, thậm chí còn có thể là thánh thú, tiên thú. Ta ở Huyền Giang thành, Lục trưởng lão chỉ cần tới tự nhiên sẽ gặp, hơn nữa ta khả năng còn có chuyện cần phiền phức hoác sư huynh một chút. Trương Huyền mỉm cười. Huyền Giang Thành. Lục Vân trưởng lão liếc mắt nhìn Hoác Giang Hà, người sau hiển nhiên cũng có chút choáng váng. Địa phương lạc hậu như vậy, lúc nào xuất hiện cường giả lợi hại như thế? Chỉ cần ta có thể làm được, cứ nói đừng ngại. Hoác Giang Hà ôm quyền. Là như thế này. Trương Huyền rất nhanh nói ra sự kiện, giải thích xong, ôm quyền không người chuyện này liền xin nhờ hoác sư huynh, hiện tại không quấy dày chư vị, cáo từ. Phóng ra ý tốt, muốn biết cũng hỏi thăm xong, Trương Huyền không ở lại nữa. Lần nữa trở lại trước đài, tìm tới phục vụ viên. Không biết các người có dược vật hoặc bảo vật khôi phục lực lượng nhanh chóng không? Có tiên nguyên đan hạ phẩm, một viên 10 vạn thông thần tệ. Phục vụ viên nói, hạ phẩm, liền muốn 10 vạn kim tệ. Trương Huyền líu lưỡi, đi qua hỏi thăm, hắn xem như hiểu được. Tiên nguyên đan là đồng tiền mạnh giao dịch của tu luyện giả, giống như linh thạch ở danh sư đại lục, chia làm bốn cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Tiên nguyên đan hạ phẩm, đối ứng dưới hư tiên, đều có công hiệu cực lớn, trung phẩm đối ứng chân tiên, thượng phẩm đối ứng tiên quân. Còn tuyệt phẩm, loại đan dược này thực sự quá mức thừa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không bao nhiêu người gặp qua. Một viên hạ phẩm liền muốn 10 vạn, vốn cho rằng vừa rồi kiếm lời không ít, hiện tại xem ra, vẫn như cũ không đủ xài. Tiền còn lại, mua một viên, Trương Huyền có chút hiếu kỳ, lần nữa nhìn lại. Thông thần điện có thể bán ra đủ loại đồ vật, công pháp gì đó, có phải cũng có thể bán ra hay không? Đương nhiên, phục vụ viên gật đầu. Chẳng qua, đều là một ít thông dụng ở đại lục, cùng một ít công pháp vô chủ, pháp quyết hạch tâm của sáu đại tông môn, chúng ta không có. Sáu đại tông môn, Đều có tuyệt kỹ thuộc về mình, không có khả năng tiết ra ngoài, thậm chí coi như thông thần điện biết, cũng không dám bán ra. Sáu đại tông môn có thể cho phép, người để cho người ta ở bên trong tỉ thí, để cho người ta tu luyện, nhưng thật muốn giao động căn cơ, chỉ có thể diệt sát. Nguyên nhân chính là như vậy, thông thần điện thành lập nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự. Chính là thủ vững điểm mấu chốt cùng nguyên tắc này. Ta biết, công pháp thông dụng, vô chủ cũng được nếu như không mua sắm chỉ quan sát hơn nữa thời gian rất ngắn mà nói đại khái tiêu phí bao nhiêu trong lòng có chút kích động trương huyền dò hỏi tuy hắn đột phá đến cảnh giới phá toái hư không sơ kỳ nhưng không có công pháp cảnh giới này chứa nói chi là hư tiên chân tiên tiên quân nếu như có thể mua được pháp quyết tiên nguyên đan đầy đủ hoàn toàn có thể trong vài canh giờ xung kích đến cảnh giới tối cao có thực lực lại tìm kiếm tin tức lạc nhược hy khẳng định càng đơn giản căn cứ đẳng cấp tu luyện khác biệt giá cả cũng không giống công pháp cảnh giới phá toái hư không bình thường nhất đại khái năm vạn một bản bình thường đều là mua sắm còn không có quan sát phục vụ viên lắc đầu năm vạn một bản vẫn là bình thường nhất khóe miệng trương huyền co giật còn tưởng rằng tiện nghi trực tiếp mua một đống lớn không nghĩ tới giá cả rẻ như vậy năm vạn một bản còn bình thường nhất một lần tu luyện cần hơn ngàn bản đơn tuần tỉ thí kiếm tiền Mệt chết trên đài cũng không kiếm được. Huống chi đã thu hoạch một nhóm rau hẹ, nhóm mới còn không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Xem ra mua sắm thư tịch, hội tụ công pháp có chút không phù hợp thực tế. Chẳng lẽ thật phải đi tông môn? Trương Huyền xoa xoa mi tâm, tràn đầy bất đắc dĩ. Hết chương 3579. Chương 3579, đẳng cấp tu luyện ở thượng thương. Ta chỉ là ngoại môn trưởng lão của kiếm các bình thường chịu trách nhiệm dạy dỗ học sinh, sự tình khác trên đại lục biết không nhiều. Tông môn có thư tịch đặc biệt giới thiệu rất nhiều môn phái cùng phân chia thế lực trên đại lục, chỉ cần thân phận đầy đủ, có thể tùy ý lật xem. Hẳn là có thể tìm được người muốn biết. Lục vân trưởng lão cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn mệnh danh lăng vân kiếm các trưởng lão, trên thực tế chỉ là chủng loại cấp thấp nhất, không có tư cách biết càng nhiều chuyện hơn. Đối phương nói tới linh thần cung, đã mang chữ thần, khẳng định dính dáng cực cao, không phải hắn có thể lý giải a à, trương huyền giật mình cũng đúng một trưởng lão chịu trách nhiệm thu nhận đệ tử tạp dịch đệ tử ngoại môn hẳn không có khả năng biết nếu không lúc trước triệu hoán vị thần linh kia cũng không đến mức im miệng không nói vừa vặn ta còn có một nghi vấn trên việc tu luyện tu luyện giả chia làm thánh vực đại thánh cùng cổ thánh không biết trên cổ thánh còn có loại cảnh giới nào trương huyền tiếp tục hỏi cổ thánh tối cao là phá toái hư không, vượt qua loại cảnh giới này, là hư tiên cảnh. Nhất niệm thông suốt, hồn như chân kim, hỏa luyện vô hại. Ta hiện tại chính là hư tiên cảnh, tinh diệu thành thành chủ cũng là cảnh giới tương đồng. Hư tiên đồng dạng chia làm bốn cấp bậc sơ, trung, hậu, đỉnh phong, vượt qua cấp bậc này là chân tiên. Đi đến chân tiên, ở cả đại lục cũng được cho cao thủ chân chính. Trưởng lão nội môn chính là loại cảnh giới này, lại hướng lên là tiên quân cảnh, tiên tri quân vương. Trưởng lão Hạch Tâm của kiếm các mới có loại lực lượng này. Nói đến đây, Lục Vân trưởng lão cảm xúc một câu, tiếp tục nói: "Ta biết chỉ là mấy cảnh giới này, lại hướng lên khẳng định còn có, nhưng đã không phải ta có thể tiếp xúc. Tu luyện vô bờ bến, muốn tiến bộ nhanh hơn, đi càng xa, không có tông môn chống đỡ, không đủ công pháp cùng kinh nghiệm tu luyện, thực sự quá khó khăn. Giống như những kiến thức này, là đệ tử phổ thông liền có thể biết, mà ngươi lại cần hỏi thăm?" cổ thánh, hư tiên, chân tiên, tiên quân. Trương Huyền gật đầu, ghi nhớ bốn cảnh giới này. Lấy kiếm thuật của ngươi, lại thêm ta tiến cử, tiến vào nội môn dễ như trở bàn tay, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Thực sự không được, chúng ta gặp mặt đàm phán. Lục Vân trưởng lão tiếp tục nói. Trong này trò chuyện nhiều hơn nữa đều là giả, nhất định phải nhìn thấy chân nhân mới có thể xác định đến cùng là loại thực lực nào, là nam hay nữ, thậm chí còn có thể là thánh thú, tiên thú, ta ở huyền Giang Thành, lục trưởng lão chỉ cần tới, tự nhiên sẽ gặp, hơn nữa ta khả năng còn có chuyện cần phiền phức hoác sư huynh một chút. Trương huyền mỉm cười, huyền Giang Thành, lục phân trưởng lão liếc mắt nhìn hoác Giang Hà, người sau hiển nhiên cũng có chút choáng váng. Địa phương lạc hậu như vậy, lúc nào xuất hiện cường giả lợi hại như thế? Chỉ cần ta có thể làm được, cứ nói đừng ngại. Hoác Giang Hà ôm quyền. Là như thế này, Trương Huyền rất nhanh nói ra sự kiện, giải thích xong, ôm quyền không người. Chuyện này liền xin nhờ Hoắc sư huynh, hiện tại không quấy rầy chư vị, cáo từ. Phóng ra ý tốt, muốn biết cũng hỏi thăm xong, Trương Huyền không ở lại nữa. Lần nữa trở lại trước đài, tìm tới phục vụ viên. Không biết các người có dược vật hoặc bảo vật khôi phục lực lượng nhanh chóng không? Có tiên nguyên đan hạ phẩm, một viên 10 vạn thông thần tệ. Phục vụ viên nói. Hạ phẩm, liền muốn 10 vạn kim tệ. Trương Huyền líu lưỡi, đi qua hỏi thăm, hắn xem như hiểu được. Tiên nguyên đan là đồng tiền mạnh giao dịch của tu luyện giả, giống như linh thạch ở danh sư đại lục, chia làm 4 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Tiên nguyên đan hạ phẩm, đối ứng dưới hư tiên, đều có công hiệu cực lớn, trung phẩm đối ứng chân tiên, thượng phẩm đối ứng tiên quân. Còn tuyệt phẩm, loại đan dược này thực sự quá mức thừa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu không bao nhiêu người gặp qua. Một viên hạ phẩm liền muốn 10 vạn, vốn cho rằng vừa rồi kiếm lời không ít, hiện tại xem ra, vẫn như cũng không đủ xài. Tiền còn lại, mua một viên, Trương Huyền có chút hiếu kỳ, lần nữa nhìn lại. Thông thần điện có thể bán ra đủ loại đồ vật, công pháp gì đó, có phải cũng có thể bán ra hay không? Đương nhiên, phục vụ viên gật đầu. Chẳng qua, đều là một ít thông dụng ở đại lục, cùng một ít công pháp vô chủ, pháp quyết hạch tâm của sáu đại tông môn, chúng ta không có. Sáu đại tông môn, đều có tuyệt kỹ thuộc về mình, không có khả năng tiết ra ngoài, thậm chí coi như thông thần điện biết, cũng không dám bán ra. Sáu đại tông môn có thể cho phép, người để cho người ta ở bên trong tỉ thí, để cho người ta tu luyện, nhưng thật muốn giao động căn cơ, chỉ có thể diệt sát. Nguyên nhân chính là như vậy, thông thần điện thành lập nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự chính là thủ vững điểm mấu chốt cùng nguyên tắc này. Ta biết, công pháp thông dụng, vô chủ cũng được. Nếu như không mua sắm, chỉ quan sát, hơn nữa thời gian rất ngắn mà nói, đại khái tiêu phí bao nhiêu. Trong lòng có chút kích động, Trương Huyền dò hỏi. Tuy hắn đột phá đến cảnh giới phá toái hư không sơ kỳ, nhưng không có công pháp cảnh giới này, chớ nói chi là hư tiên, chân tiên, tiên quân. Nếu như có thể mua được pháp quyết, tiên nguyên đan đầy đủ, hoàn toàn có thể trong vài canh giờ xung kích đến cảnh giới tối cao, có thực lực, lại tìm kiếm tin tức lạc nhược hy, khẳng định càng đơn giản. Căn cứ đẳng cấp tu luyện khác biệt, giá cả cũng không giống, công pháp cảnh giới phá toái hư không, bình thường nhất đại khái 5 vạn một bản, bình thường đều là mua sắm, còn không có quan sát. Phục vụ viên lắc đầu. 5 vạn một bản, vẫn là bình thường nhất. Khóe miệng trương huyền co giật. Còn tưởng rằng tiện nghi, trực tiếp mua một đống lớn, không nghĩ tới giá cả rẻ như vậy. 5 vạn một bản, còn bình thường nhất, một lần tu luyện cần hơn ngàn bản, đơn tuần tỷ thí kiếm tiền, mệt chết trên đài cũng không kiếm được. Huống chi đã thu hoạch một nhóm rau hẹ, nhóm mới còn không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Xem ra mua sắm thư tịch, hội tụ công pháp, có chút không phù hợp thực tế. Chẳng lẽ thật phải đi tông môn? Trương Huyền xoa xoa mi tâm, tràn đầy bất đắc dĩ. Hết chương 3579. Chương 3580. Bát. Trong tông môn, khẳng định có vô số công pháp tu luyện, đừng nói gom góp một ngàn bản, mấy ngàn bản cũng rất dễ dàng. Chính bởi vì có loại tài nguyên này, mới để cho không biết bao nhiêu tu luyện giả, đều lấy tiến vào bên trong làm vinh. Lấy thiên phú của hắn cùng lý giải đối với kiếm thuật, đi vào nội môn của Lăng Vân Kiếm Các, không khó lắm, nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, gia nhập tông môn, hưởng thụ được tài nguyên tốt hơn nhất định phải bị quy tắc của tông môn hạn chế sự tình phổ thông ngược lại cũng thôi ngộ nhỡ vi phạm sự tình tìm kiếm lạc nhược hy liền trái ước nguyện ban đầu không bằng để thiện hiểu thiên gia nhập tông môn ta làm tùy tùng cũng có thể đi vào ánh mắt trương huyền sáng lên lăng vân kiếm tông lần này là tới thu nhận đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch đệ tử ngoại môn bình thường cũng có thể phân phối mấy tùy tùng nếu thiện hiểu thiên thành công, bản thân cũng có thể tùy tiện lẫn vào trong đó. Đến tông môn, muốn tìm kiếm cái gì, hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến, muốn thu hoạch được tài nguyên, cũng có thể mượn tay đồ đệ, như vậy làm người giật dây, không cần bị quy tắc hạn chế. Cứ làm như thế, cân nhắc một lần, như vậy càng thích đáng, trương huyền thở phào nhẹ nhóm, rời đi thông thần điện. Hắn làm ra quyết định, trong căn phòng, đám người lục vân trưởng lão cũng có quyết định hiện tại đi huyền Giang Thành, chúng ta ngồi thánh thú phi hành nhanh nhất, cũng cần buổi chiều mới có thể đến, ngày hôm nay liền bắt đầu tuyển chọn, chúng ta đại khái buổi chiều có thể tới, Giang Hà, đừng chờ chúng ta, bình minh liền bắt đầu tuyển chọn, tìm ra thiên nhai, nhất định không thể bỏ qua. Lục Vân Trưởng Lão Bàn Giao Vâng, Hoắc Giang Hà vội vàng gật đầu. Thiên tài lợi hại như vậy, thu nhận vào tông môn, còn mạnh hơn thu nhận mấy chục cái, thậm chí trên trăm thiên tài phổ thông, một khi bỏ lỡ, để những tông môn khác nhặt chỗ tốt. Trở về khẳng định bị trừng phạt. Tốt, tất cả nhanh một chút. Hô. Mọi người đồng thời biến mất khỏi thông thần điện. Về đến phòng, Trương Huyền lấy ra chữ vật giới chỉ vừa mua sắm cùng tiên nguyên đan hạ phẩm. Toàn thân đan dược nổi màu bạc, ẩn chứa linh khí thủy ngân nồng đậm mà tinh thuần, hấp thu một cái, làm người ta cảm thấy cơ bắp nhảy lên, kinh mạch xuất hiện run rẩy. Biết đối với hắn khôi phục thực lực có trợ giúp cực lớn, Trương Huyền không do dự, há miệng nuốt viên thuốc xuống. Tiên Nguyên Đan vừa tiến vào trong cơ thể, một cỗ khí lưu ấm áp lập tức tràn đầy toàn thân, linh khí thủy ngân tinh thuần, dần dần thuế biến thành chân khí càng thêm tinh thuần. Không ngừng tu luyện, Trương Huyền phát hiện, linh khí thủy ngân ngưng tụ thành chân khí, uy lực mạnh hơn, thi triển ra công kích cũng càng thêm mạnh mẽ. Chân khí trong đan điền hoàn toàn khôi phục mà nói, số lượng chân khí dự trữ không có tăng thêm nếu như nói trước đó là một vạn đạo, hiện tại vẫn như cũng là một vạn đạo. Nhưng mỗi một đạo lực lượng đều có biến hóa, sức chiến đấu cũng có tăng thêm cực lớn. Khó trách thượng thương tùy tiện xuất hiện một cường giả đều cực kỳ mạnh mẽ, dùng hết tất cả thủ đoạn mới có thể chiến thắng, linh khí thủy ngân, không chỉ cải thiện thể chất đối phương, đối với chân khí cũng có hiệu quả rèn luyện tốt hơn. Không ngừng tu luyện, không biết qua bao lâu, lực lượng tiên nguyên đan triệt để hao hết, lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở mắt. Tiên nguyên đan hạ phẩm dự trữ linh khí, dù hùng hậu, vẫn như cũng không có để hắn triệt để khôi phục. Xem ra còn cần một viên mới có thể. Xoa xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ là khôi phục thực lực, liền cần hai viên tiên nguyên đan, 20 vạn thông thần tệ. Muốn đột phá, lại nên cần bao nhiêu? Tu luyện quả nhiên là cái động không đáy, thu vào lại cao hơn cũng vô dụng. Dương mắt nhìn ra phía ngoài, trời đã sáng, ra khỏi phòng, quả nhiên thấy thiện hiểu thiên vẫn một chiêu một thức luyện kiếm. Một đêm không có nghỉ ngơi, cũng không có chút mệt mỏi, ngược lại lực lượng bạo tăng được củng cố, hai mắt mơ hồ, chân khí trong cơ thể vận dụng tự nhiên, không có một chút chúc chắc. Không tệ, liếc mắt nhìn, Trương Huyền biết, đối phương chăm chú dựa theo hắn nói đi làm, không có một chút lười biếng. Để hắn luyện kiếm một đêm, cũng không phải trừng phạt, mà một lần đột phá sáu đại cấp, bất luận thân thể hay phản ứng đều sẽ theo không kịp, không nghĩ biện pháp lắng động mà nói, sức chiến đấu sẽ không tăng quá nhiều. Không ngừng luyện kiếm, đồng dạng một chiêu, liên tục thi triển mấy chục lần, thậm chí hơn ngàn lần, không ngừng cảm mộ chân khí trong cơ thể vận chuyển. Tự nhiên càng khống chế càng tinh tế hơn, càng khống chế càng thuận buồm xuôi gió. Rất hiển nhiên, mục đích của hắn đạt đến. Đi qua một đêm rèn luyện, thiện hiểu thiên triệt để thích ứng cảnh giới đại thánh tam trọng, tâm huyết lai chiều. Lão sư, nghe được tiếng mở cửa, thiện hiểu thiên vội vàng xoay người, quỳ dạp xuống đất. Cảm nhận được thân thể biến hóa, ở đâu không biết dụng ý của lão sư. Ừm, thấy hắn quỳ xuống, vừa định kéo hắn, Trương Huyền cảm thấy trong óc chấn động, một bản thư tịch kim sắc bất ngờ xuất hiện. Thu làm đệ tử, truyền thụ công pháp, cho tới giờ khắc này mới xem như chân chính phục tùng, lại không hài lòng. Quả nhiên nơi này cũng có thể hình thành thiên đạo chi thư còn tưởng rằng đi vào thượng thương không cách nào làm được không nghĩ tới vẫn có thể thành công có thứ này chẳng khác nào có át chủ bài bảo vệ tính mạng dưới thiên đạo không người nào có thể chống cự ta truyền thụ cho ngươi kiếm chiêu thế nào rồi thi triển cho ta xem một chút tâm tình trương huyền thật tốt cười nhìn qua hôm qua ở thông thần điện sáng lập ra ném kiếm truyền thụ cho đối phương cũng không biết một đêm này tu luyện đến loại cảnh giới nào vâng thiện hiểu thiên đứng dậy tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay lắc một cái, thẳng tắp bắn ra ngoài. Vèo, mặc dù không có tốc độ như Trương Huyền, nhưng cũng như huyễn ảnh, thời gian nháy mắt cắm vào cây khô cách đó không xa, một tiếng nổ vang, đại thụ nổ cành lá bay tứ tung, xuất hiện một cái hố to lớn. Không sai, đã nhập môn, nếu như muốn trở nên càng thêm cường đại, cần ở thời điểm chiến đấu nghiên cứu sơ hở của đối thủ. Chỉ cần làm được liếc mắt nhìn ra sơ hở trong chiêu số của đối thủ, Kiếm này coi như chân chính đại thành, cùng cấp bậc rất khó tìm được đối thủ. Trương Huyền gật đầu. Chiêu ném kiếm này dù đơn giản, trên thực tế phù hợp thiên đạo quý tích, uy lực cực lớn, chỉ cần tìm đúng sơ hở của đối thủ, hầu như không ai cản nổi. Nguyên nhân chính là như vậy, cao thủ như Hoắc Giang Hà cùng Tiết Càn cũng không có biện pháp gì. Vâng, Thiện Hiểu Thiên tràn đầy kích động. Đi qua tu luyện, hắn cũng biết chiêu này đến cùng mạnh bao nhiêu. Trước đó tu luyện những võ kỹ kia, không đáng giá nhắc tới. Tốt, ta lại truyền thụ cho ngươi một ít kiếm thuật khác, nhiều loại kiếm thuật bổ sung lẫn nhau, mới có thể bước nhanh hơn. Trương Huyền gật đầu, vừa định truyền thụ một ít kiếm pháp trụ cột, liền nghe ngoài cửa vang lên thanh âm rộn rộn ràng ràng, ngay sau đó kẹt kẹt một tiếng bị người đụng vỡ, hơn 10 binh sĩ mặc khôi giáp đẩy cửa đi vào. Các ngươi ai là chủ nhân tòa phủ đệ này? Một hộ vệ đi đầu, là thanh niên chừng 30 tuổi, tu vi đã đạt đến cổ thánh nhất trọng huyết mạch kéo dài. Ta, nhìn ra là binh sĩ phủ thành chủ, thiện hiểu thiên nhíu mày, tiến về phía trước một bước. Người tới, bắt hắn lại cho ta. Lông mày dương lên, thanh niên vung tay. Dầm, sau lưng lập tức lao ra hai binh sĩ, đi tới trước mặt thiện hiểu thiên, binh khí trong tay lóe lên hàn mang, trên mặt đằng đằng sát khí. Ta khuyên người tốt nhất đừng phản kháng, nếu không có thể chém giết tại chỗ, một hộ vệ cười lạnh, lấy ra xích sắt, liền muốn còng lại Thiện Hiểu Thiên. Ta phạm vào tội gì, các ngươi lại muốn bắt ta? Không nghĩ tới xuất hiện loại biến cố này, Thiện Hiểu Thiên nhịn không được hỏi. Đêm qua phủ thành chủ tuần tra, phát hiện tội phạm Tào Thành lập dẫn dắt sơn tặc lẻn vào nội thành cùng người tiếp xúc, ý đồ quấy rối. Phái 50 tinh nhuệ đi vây quét, ai biết, toàn bộ bị tội phạm chém giết, trải qua điều tra nghe ngóng phát hiện tinh nhuệ phủ thành chủ ở phương hướng phủ đệ này biến mất bởi vậy ta nghi ngờ ngươi thông đồng sơn tặc đồ sát binh sĩ thanh niên thủ lĩnh lộ ra ý lạnh lùng thông đồng tội phạm nói vớ nói vẩn thiện hiểu thiên xứng sờ đột nhiên giận dữ buổi tối hôm qua nếu không phải lão sư ra tay hắn có thể bị tội phạm chém giết hắn thông đồng nói đùa cái gì thật muốn có người thông đồng cũng hẳn là đối phương đi ta biết ngươi sẽ không thừa nhận Người đâu, mang vật chứng tới. Thanh niên thủ lĩnh khoát tay chặn lại. Dầm. Mấy hộ vệ đi lên phía trước, tiện tay quăng ra. Là một đống vũ khí cùng khôi giáp dính máu. Những vật này, là ở lân cận phủ đệ ngươi đào ra, có vũ khí sơn tặc cũng có giáp trụ phủ thành chủ. Rất rõ ràng ở đây tiến hành giao chiến, có người cố ý ẩn núp vật chứng. Người còn có lời gì để nói? Thanh niên thủ lĩnh hừ lạnh. Cái này, thiện hiểu thiên sững sờ những vật này, hôm qua lão sư đều xử lý xong, làm sao sẽ còn có. Những cái này quả thực là vũ khí sơn tặc, những y phục kia cũng vậy, lần trước ta chuyển hàng bị bọn họ bắt cóc, chắc chắn sẽ không nhận sai. Đúng vậy, những đồ vật kia là của sơn tặc, giáp trụ là phủ thành chủ, ta cũng có thể nhận ra. Thông đồng sơn tặc, tội ác tài trời. Nhất định phải nghiêm thành, thẩm vấn ra mục đích của bọn hắn, thật nếu để cho bọn họ thành công, nội thành không biết có bao nhiêu người phải tao ương. Thiện ra anh hùng cả đời, không nghĩ tới xuống dốc thành như vậy, đời sau duy nhất, không thể tu luyện thì thôi, còn thông đồng sơn tặc, thật sự là mất hết vinh quang tổ tiên. Thiện hiểu thiên còn chưa giải thích, đằng sau binh sĩ liền vào tới một đám nhân vật có mặt mũi ở nội thành. Thương hội, quán rượu, quán trà, dược liệu thương nghiệp, ông chủ hồng nhạn thương hội, thình lình xuất hiện. Bọn họ làm ăn, ít nhiều gì đều bị sơn tặc làm hại, có quyền lên tiếng nhất. Còn có lời gì để nói? Những người này xác nhận, thanh niên thủ lĩnh lần nữa xua tay. Bắt hắn về phủ thành chủ thẩm vấn. Dầm, binh sĩ tay cầm xích sắt đi tới trước mặt. Muốn gán tội cho người khác. Thiện hiểu thiên tràn đầy tức giận, vừa định nói nhiều, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Tốt, ta cùng các người đi phủ thành chủ, hy vọng các người có thể cho ta một cái minh bạch, thật, không thể giả, giả, thật không được đi thôi. Thấy hắn không phản kháng, thanh niên thủ lĩnh lộ ra vẻ thất vọng, sau đó nhìn quanh một vòng. Thông đồng sơn tặc, phá hoại ổn định, dính dáng cực lớn, chư vị đều bị tào thành lập hãm hại, cho nên hy vọng các người có thể cùng nhau đi tới phủ thành chủ làm chứng. Cũng có thể thể hiện ra công chính công bằng, chư vị yên tâm, phủ thành chủ sẽ không bởi vì có hôn ước, liền làm việc thiên tư. Tốt, mọi người gật đầu. Hết chương 3580. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 149.